Thanh Hằng xin chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Thanh Hằng Official. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Thanh Hằng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập cuối, vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe truyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Ở phòng khám, An Mẫn Vi ngồi chờ một mình, nhìn các cặp đôi đến thăm khám, có hạnh phúc, có chạnh lòng, có đôi vừa hay tin vợ có con thì vui mừng hét toáng lên, có đôi bụng vợ khá to trông phải diều đi từng bước, có đôi người chồng cưng chiều mà ôm vợ không rời nửa bước, duy chỉ có cô một mình lọt hòm giữa thế giới rộng lớn này. Mẫn Vi ôm bụng xoa xoa vẻ cưng chiều. Đợi mẹ khám chính xác lần này sẽ báo cho ba con một tiếng. Dù ba có chịu hay không, mẹ cũng nhất định sinh con ra và nuôi con khô lớn. Bà bảo ngoan đó. Cứ vào phòng khám và nhìn thấy ảnh bé cưng bằng hạt đậu chưa đủ lớn để biết trai hay gái, nên chỉ được tấm hình bé xíu, cứ nực niu cầm lên mà run run. Bảo bảo, cảm ơn con đã đến. Trên đường về, An Mẫn Vi ghé qua vài shop thời trang ở trung tâm thương mại, cứ muốn nhìn ngắm những đồ đạc sắp mua cho bé cưng. Chợt lạnh lạnh sau gáy, dường như có ai đó đang theo dõi. Mẫn Vi nhanh chóng lách mình ra làm manu canh đánh lạc hướng, thành công cắt đuôi đối tượng, là nữ mà là thân ảnh rất quen thuộc. Nhưng vẫn còn kẻ khác quan sát cô từ xa, thân thủ nhẹ nhàng và cẩn thận, chỉ đứng nhìn từ xa đảm bảo an toàn cho cô. Phía bên này, tại Hàn gia, lão Hàn vừa dùng trà vừa nói, Vân Vân, con gái lớn rồi, mặc dù có mình con, bà mẹ đều rất yêu thương cưng chiều, nhưng bà không thể giữ con mãi bên cạnh được, cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Còn chưa nói hết câu thì Hàn Vân bỏ ly trà trên tay xuống. Bà, con có người yêu rồi, xin bà vì hạnh phúc của con mà để con tự quyết định chuyện của con. Bà cô buồn rầu đặt tay lên tay cô. Từ trước giờ bà luôn cưng chiều và đáp ứng mọi thứ, chỉ có lần này bà đặc biệt đau đầu. Bà không phải ép con vì hôn nhân chính trị hay vì lợi ích Hàn gia, nhưng vị này nhà ta không thể đắc tội. Con đã từng nghe nhắc đến Harry chưa? Cậu ta là ông chủ lớn, trùm lớn của thế giới. Cậu ta gửi lời mua lấy con, bà mẹ không thể không gả, nhưng bà mẹ rất yêu thương con. Hay con trốn ra nước ngoài đi, còn mong có cơ hội được sống sót. Mặc dù ít tham gia vào chuyện của Hàn gia, nhưng chỉ ít danh tiếng tên kia cô biết rõ, trong lòng vô cùng khó chịu, đặt ly trà xuống, cô lên phòng đóng chặt cửa. Đôi khi nước mắt không giải quyết được vấn đề, nhưng ngoài khóc ra thì còn biết làm gì. Người mình yêu thì yêu chính bản thân mình, người mình không muốn thì phải lấy chồng. Chợt cô nhìn thấy quyển sách và hộp gỗ lần trước mà Hứa Phong Vũ đưa cho. Quái lạ, cô vứt nó rồi mà, chắc là tài xế mang lên giúp. Hàn Vân lau nước mắt, lật mở từng trang, chẳng có gì thú vị. Bí mật kinh doanh, ai mà mê nổi quyển này? Phải là bá đạo tổng tài hay là gì thì còn đọc nổi, đằng này sách kinh doanh nữa chứ. An Mẫn Vi dừng lại ở trang 1910 là sinh nhật cô mà. Trên đó có một dòng chữ tua đỏ. Hàng số 1, tôi. Hàng số 9, yêu. Hàng số 10, em. Tôi yêu em. Anh đang tỏ tình với cô sau. Lần trước còn hỏi, em đọc sách của tôi chưa? Cô vội mở cái hộp gỗ ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng đá quý. Loại đá này vừa nhìn đã biết, rất cổ nhưng rất hiếm. Còn có mảnh giấy nhỏ. Đây là của bà cố cho bà nội. Bà nội cho mẹ anh, giờ nó là của em. Cô vội vàng gọi cho anh, muốn trốn đi thì phải trốn cùng anh chứ, mà kệ tất cả. Tình tình, điện thoại xèo lên. Em nhìn xuống cổng đi. Là anh, thật sự là Hứa Phỏng Vũ. Cô không nghĩ không rằng mà chân không mang dép, lao thẳng xuống nhà trước con mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của ông bà Hàn. Cô phóng lên xe, đóng sầm cửa, ôm anh khóc nấc.
Hứa Phong Vũ đang chết, ai không biết tỏ tình sao? Sao lại làm cho ngu ngốc đó? Lỡ em không phát hiện, em đi lấy chồng luôn thì phải làm sao? Anh cười lớn, giang đôi tay rộng ôm cô vào lòng. Ngoài anh ra, đời này em đừng hòng lấy ai khác. Nói rồi anh lái xe vút đi, đưa cô tới một nơi chỉ có hai người, một tòa nhà cao lớn, đồ sộ, nhất nhì đông uyển này, căn nhà còn thơm mùi sườn mới. Sau này, gia đình mình sẽ ở đây. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Gia đình mình? Có em và anh, mẹ, em gái anh và các con của chúng ta. Nói rồi, anh ôm cô lên lầu. Hứa Phòng Vũ đẩy nhẹ cửa, ôm Hàn Vân, nhẹ nhàng đặt trên giường lớn, đôi môi lướt trên bờ môi nhỏ của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ả như chuồn chuồn lượn nước. Hai mắt Hàn Vân mơ màng, tự hồ đây là mơ, chứ không phải là thật. Lý trí trở lại, cô giật nảy mình. Em phải về nhà. Cha mẹ em bắt em kết hôn với tên Henry nào đó. Hứa Phong Vũ cười khổ. Ở nhà anh, nằm trên giường anh, có nhắc đến đàn ông khác. Tụi em lớn lắm. Anh nhẹ nhàng hôn cô, đến khi cô thở gấp, không đủ dưỡng khí, mà hồn đáp trả lại anh, cứ vậy mà nhắm mắt, mà kệ sự đời. Còn tên này, bình thường nhỏ nhã, thư sinh bao nhiêu, thì hôm nay hiện rõ nguyên hình, anh cười ao vét, cười sơ mi ra, cơ bụng sau múi hiện ra, khuyến vần vần, nuốt mấy ngụm nước bọt, thèm thuồng mà muốn bổ tới, cắn anh mấy phát, cứ mà phải giữ phẩm giá, đến hé hé đổi mắt mà nhìn anh tiến tới. Mở mắt ra đi, không phải em muốn đụng đến mấy cái mối này lắm sao? Hàn Vân bị nói trúng tim đen, hai mắt mở ra, tròn xoe nhìn anh. Đừng trêu em mà. Anh cúi xuống, nâng cằm cô lên, hôn mãnh liệt, bàn tay nhẹ nhàng gỡ hai dây áo của cô gái nhỏ, run run. Da thịt cô trơn mềm, thơm như da em bé, cứ muốn được thơm thơm nơi cổ và hai xương quai xanh bé xíu. Trên gương mặt thanh tú của cô, hai hàng lệ lăn dài. Anh cúi xuống, hôn lên mi mắt, giọng ấm áp. Anh cởi ra được, sẽ mặc lại được cho em bộ váy cô dâu xinh đẹp nhất. Cô mỉm cười hạnh phúc, nằm gọn trong vòng tay anh, ấm áp, yên bình, ngủ ngon tới sáng. Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua ô cửa kính, gió le lòi vào tận căn phòng đầy hạnh phúc. Cô xấu hổ rúc vào chăn, anh mỉm cười kéo cô ra ôm vào lồng ngực. Xấu hổ gì chứ, em dám trèo tường chạy theo anh, còn lăn giường cả đêm với anh, vậy mà giờ xấu hổ sao? Hàn Vân đánh vào vai anh một cái rõ đầu. Còn không phải người ta một lòng thích anh hay sao? Anh hôn cô nhẹ nhàng. Mấy lời tỏ tình này sau này anh sẽ nói. Em là con gái, đừng nói ra nhiều vậy, anh nghe sướng tai lắm. Hàn Vân xấu hổ, mặt đỏ bừng. Không phải anh thích Mẫn Vi hả? Anh nghiêm mặt. Em bị ngốc hay sao? Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã trúng tiếng sét ái tình của em răng ra rồi. Hàn Vân đanh mặt. Vậy Mẫn Vi thì sao? Anh không có chút tình cảm gì sao? Thật ra là bạn của Mẫn Vi, cô không đủ tự tin mình hơn bạn. Mẫn Vi vừa xinh đẹp, thông minh, lại rất chu đáo, dịu dàng. Hứa Phong Vũ cười tươi. Anh chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Anh nhìn ra cửa sổ, mắt đăm chiêu. Lần này, anh cùng mẹ về đây, có lẽ sẽ đón em gái về cùng ở, nhưng gặp chút khó khăn. Hơn nữa, con bé vẫn chưa biết sự tồn tại của gia đình anh. Hàn Vân ngây ngốc, gãi đầu. Vậy cô ấy đang ở đâu? Anh cười lớn. Đợi anh thêm thời gian nữa, cả nhà chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Anh và mẹ sẽ đến Hàn Sa cưới em, chúng ta cùng nhau sống vui vẻ, hạnh phúc. Hàn Vân ôm anh thật chặt. Em tin anh mà. Anh xoa đầu cô dịu dàng, ánh nắng như hòa vào căn phòng, ôm lấy đôi tình nhân, ấm áp ngọt ngào. Trở lại mặc ra, Mẫn Vi trở về thì thấy phòng gọn gàng sạch sẽ. Hễ thầy người ăn kẻ ở, mặt mày sảnh mét, Mẫn Vi hỏi hèn mòm. Mạc Thiếu Khiêm đâu rồi ạ? Hèn mòm buồn bã lắc đầu. Thiếu gia ra ngoài rồi, sáng mai mới quay lại. Rõ ràng anh đang ở trên lầu 3, nhưng không hiểu sao lại tránh mặt cô. Hèn mòm nghĩ,
Vợ chồng đôi lúc cũng giận hơn vài hôm cho có thêm gia vị yêu thương nên không nói gì. Mận Vy về phòng, tắm gội sạch sẽ, nằm trên giường lớn trằn trọc. Cứ ở bên cạnh Mạc Thiếu Khiêm, mọi chuyện đã có An Sa lo liệu. Chỉ cần hai hợp đồng lớn và hợp tác với Lai Hầu thành công, thì cô sẽ được gặp lại gia đình. Trả lại Mạc Thiếu Khiêm cho tôi, vị trí thiếu phủ nhân là của tôi mà. Một đứa vô danh tiểu tốt, không cha không mẹ, còn dám đeo bám chủ tịch sao? An Thắng, An Mẫn Vy, Lý Mỹ, những gương mặt đó hiện lên trong đầu cô làm cô khó khăn chợp mắt. Trong bóng tối, cô mơ màng thiếp đi. Trong lòng hiện lên hình ảnh anh lịch lãm dang rộng hai tay đón cô chạy tới. Bên cạnh anh còn có cả một bé trai kháu khỉnh. Đây là gia đình sao? Mạc Thiếu Khiêm cũng lan qua lộ lại. Em ở Mạc gia không tốt sao? Là vợ tôi không vui vẻ hạnh phúc sao? Chúng ta không thể cùng nhau sinh con rồi sống với nhau cả đời sao? Tại sao lại phản bội tôi? Chiều đến nửa đêm, anh mò xuống phòng mình, nhìn cô ngủ ngon lành, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi rời đi. Cô gái nhỏ mơ màng thấy hơi thở quen thuộc, cử chỉ dịu dàng thì nằm ngủ ngon giấc. Sáng tỉnh giấc, hơi thở quen thuộc của Mạc Thiếu Khiêm vẫn còn vương khắp nơi trong căn phòng lớn. An Mẫn Vy chạy ra khỏi phòng, hét to: "Mạc Thiếu Khiêm, là anh phải không? Anh về rồi đúng không?" Hèn mòm chạy vội lên lầu: "Thiếu phủ nhân, thiếu gia chưa trở về." Mẫn Vy đóng vội cửa, nhốt mình trong phòng. Tầm trưa, Mạc Thiếu Khiêm nhắn tin cho hèn mòm. Với bà già gần đất xa trời như bà, nhắn tin là thứ gì đó xa xỉ quá. Bởi từ nhỏ tới giờ, thiếu gia được bà chăm bẵm, có gì thì nói thẳng, nói trắng ra. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhắn tin như vậy. Hèn mòm, giúp con nấu ít cháo bảo ngừ, mang lên cho cô ấy. Lại còn gọi vợ là cô ấy, bình thường đâu có như vậy. Hẳn là đôi trẻ đang giận nhau đây. Bà già này đành ở giữa, một là cầu nối, hai là hứng đạn bom vậy. Hèn mòm nấu xong, mang lên phòng, gõ cửa mãi, không thấy Mẫn Vy ra mở cửa. Định bụng sẽ gọi cho Mạc Thiếu Khiêm xem tình hình như thế nào, thì cô đẩy cửa bước ra, vẻ mặt vô cùng phờ phạc và mệt mỏi, đôi mắt mơ màng, tự hồ muốn ngủ thêm. Hèn mòm, khi nào anh ấy về, người nhớ gọi con nhé. Con muốn gặp anh ấy. Chén cháo còn nghi ngút khói bốc lên, hèn mòm dặn dò: "Thiếu phủ nhân, ăn chút cháo đi, để khi nào thiếu gia trở về, tôi sẽ gọi cô ấy." Mùi cháo thơm lừng, nhưng với Mẫn Vy lại vô cùng khó chịu. Uệ, cô chạy nhanh vào toilet, nôn hết ra ngoài, từ sáng chưa ăn gì nên miệng cứ đắng đắng. Nhìn sáng vẻ của cô, với hơn nửa đời kinh nghiệm, hèn mòm nắm tay cô âu yếm: "Con có thai, phải không?" Mẫn Vy khẽ gật đầu. "Con luôn uống thuốc đầy đủ, nhưng không hiểu sao, lại có em bé. Đây là ngoài ý muốn, con mong anh ấy chấp nhận đứa trẻ. Sinh xong, con lập tức đi ngay." Hèn mòm gục đổ xuống, không giấu nổi những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc, xen lẫn lo âu. "Cậu ấy nhất định sẽ rất vui. Xin lỗi thiếu phủ nhân, là tôi nhiều chuyện, đã báo với lão gia việc hai người uống tránh thai. Chính lão gia đã ra lệnh đổi thuốc tránh thai thành thuốc bổ, nên thiếu phủ nhân mới có thai." Cô ngạc nhiên, trợn tròn mắt, tai như lùng bùng nổ tung. "Mong thiếu phu nhân thứ lỗi, người già chúng tôi, cả đời mong con cháu vui vẻ hạnh phúc. Mạc lão gia cũng già rồi, ông ấy mong bề chát đã rất lâu. Ba mẹ thiếu gia cũng chờ ấm cháu. Hơn nữa chúng tôi thấy rõ tình cảm của cô và cậu ấy, nên..." Mẫn Vy không còn bình tĩnh, giọng thều thào: "Con hiểu rồi, hẹn mom ra ngoài chút đi. Đợi anh ấy trở lại, con sẽ đích thân báo về anh ấy. Xin người giữ bí mật dùng con." Cô đóng cửa, nhốt mình khóc nức nở. Thì ra, bao lâu nay, cô không chỉ sống trong sự sắp đặt của An Thắng, sự sắp xếp của Mạc Thiếu Khiêm, mà còn là sự an bày của Mạc gia. Buồn cười không cỡ chứ. Hay thật sự phải tìm được ba mẹ ruột, họ mới là người an ủi, chia sẻ, điểm tựa cho cuộc đời cô. Mạc Thiếu Khiêm đang nằm,
Hèn Mom nhắn tin. Cô ấy vẫn không ăn uống gì. Điện thoại lại rung lên là Jensen. Hợp đồng với Lại Hầu đã bị An Thắng phỏng tay trên, mà số liệu chênh lệch là 0,2 năm. Một vệ sĩ áo đen để cửa phòng bước vào. Đại ca, theo lệnh anh, chúng tôi vừa rà soát cả biệt thự, phát hiện 3 máy ghi âm ở sảnh lớn, phòng khách, hành lang, 2 máy ghi âm siêu nhỏ ở thư phòng và bàn làm việc của anh. Riêng ở phòng ngủ của anh, chúng tôi không dám. Anh im lặng. Lui ra đi. Trời chập tối, tiếng mưa xả xít, sớm chớp liên hồi, cơ dần mình tỉnh giấc. Một ly sữa nóng được đặt trên bàn trang điểm, khói còn tỏa ra, vừa rồi là anh đến sau. Cô chạy vội sang thư phòng, đào mắt nhìn quanh. Không có ai, không có anh. Cô lấy một mảnh giấy nhỏ, kẹp chặt vào một quyển sách, nằm bừa trên bàn làm việc của anh. Vừa lúc này, Mạc Thiếu Khiêm bước vào, mặt anh biến sắc, đôi mắt sâu, trầm tư, quét những tia nguy hiểm về phía cô. Là em phản bội tôi đúng không? Là em không giữ đúng lời hứa đúng không? Mẫn vì chưa hiểu trời trăng đã bị anh bước tới, hay cánh tay giàn chắc, bóp mạnh bả vai cô. Tại sao em lại dám phản bội tôi? Nghĩ tới đứa con, Mẫn vì bắt đầu phản kháng. Anh bỏ tay ra, đừng ép em không muốn, nhưng tất cả là do mọi người sắp xếp, em không muốn. Anh phẫn nộ. Tôi chưa từng sợ ai, chưa từng suy nghĩ vì ai, nhưng mỗi ngày luôn vì em mà thay đổi. Tại sao lại phản bội tôi? Tại sao lại để mọi chuyện trở nên như hôm nay? Tại sao lại nghe lời An Thắng? Đúng, chính An Thắng, chính ông ta làm cô đến nông nỗi này. Đôi mắt anh đỏ ngầu, thốt ra những lời cay độc. Gửi đâu? Bát Thiếu Phu Nhân lại, đưa qua Mỹ, mãi mãi không được trở về đây. Anh muốn cô mãi mãi cắt đứt với An Gia, cho dù có bàn đứng anh thì cô cũng là người anh yêu thương nhất. Nhưng Mẫn Vi thì vô cùng kích động, anh giam cầm cô ở xứ xa thì còn cô xa sao, cha mẹ ruột của cô phải làm sao, đứa trẻ còn chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài đã bị anh đẹp nhốt. Anh đang chán ghét cô sao, mãi mãi không muốn nhìn mặt cô nữa hay sao? Mẫn Vi kích động chạy ra khỏi nhà, động tác nhanh tới nỗi anh không phản ứng kịp. Nước mưa cứ tuôn, sấm chớp cứ rền vang, đôi chân trần cô cứ chạy. Trời mưa như chút nước, mưa rớt rát cả da thịt, mưa gột rửa những đau thương trong lòng. Cô là vì ai mà cố gắng, vì ai mà thay đổi hơn mỗi ngày. Vậy mà, một chút niềm tin anh cũng không dành cho cô, đứng trước sự lựa chọn ở bên anh và con, và tìm lại chính gia đình thực thụ của mình, cô đã chọn anh. Còn anh thì sao chứ? Mạc Thiếu Khiêm, anh ta chỉ biết lợi ích bản thân mình, anh luôn sống trong sự hoài nghi, không tin tưởng cô, dù là một chút. Anh nghĩ cô nghe lời An Thắng mà phản bội anh sao? Được cười thật mà. Anh là người cô yêu thương hơn cả bản thân, là cha của con cô. Vậy mà, niềm tin này cô đặt sai nơi rồi, trái tim này cô đặt sai chỗ rồi sao? Mẫn Vi cứ chạy, chạy thật nhanh, đám người làm trong nhà, kể cả Hèn Mom cũng không dám chạy theo ngăn lại. Họ đưa mắt nhìn nhau, trời đang mưa lớn, phụ nhân lại khóc to như vậy, nhưng phận thôi tứ trong nhà làm sao dám lên tiếng. Đang cơn thịnh nộ, bực tức xen lẫn ưu phiền, Mạc Thiếu Khiêm cứ ngồi chết lặng ở thư phòng, mặc cho Mẫn Vi tùy tiện mà chạy ra khỏi nhà. Trong lòng anh, có lẽ cô cần thời gian để bình tĩnh lại, anh cũng cần thời gian để nguôi ngoai. Mẫn Vi chạy không biết bao xa và bao lâu, cô dừng lại ở trạm xe buýt, ngồi khóc nức nở. Mưa lạnh thấu da thịt, ướt hết một mảng áo. Mẫn Vi du lên từng cơn, điện thoại trong tay lòe sáng. Mẫn Vi le lói một tia hy vọng. Là anh. Rốt cuộc, anh cũng thấu hiểu cô rồi, đúng không? Một dãy số lạ. An Mẫn Vi, cô thông minh xinh đẹp như vậy, cũng đến lúc nhớ thế này sao? Thật buồn cười và tội nghiệp nhỉ. Thì ra cô tốt nghiệp diễn viên à? Vai diễn vợ hầu này, quả thật xuất chúng quá đó. Hợp đồng hôn nhân
và mối quan hệ vợ tạm chồng hờ của anh và cô chỉ có hai người biết, sao lại có người thứ ba này chứ? Một đoạn ghi âm được gửi qua điện thoại cô, âm thanh trong mưa rõ mồn một, từng chữ. Tôi và cô ta là quan hệ hợp đồng. Nếu không lấy cô ta, tài sản của tôi gây dựng bao năm lại sung vào từ thiện. Vậy anh không định sinh con sao? Chồng bối chắc là mong chờ lắm đấy. Tôi và cô ta không cùng một thế giới, nói gì đến sinh con. Không cùng một thế giới, không sinh con. Trong quy âm là giọng nói của anh và Trần Sơn, thật rõ ràng, rành mạch. Trái tim Mẫn Phi như ngàn sao đầm thấu, nước mắt cũng thi nhau, hòa cùng nước mưa, mặn chát. Sau cùng là một tin nhắn đầy ẩn ý. Tôi và anh ấy đã có con, cô nhanh chóng biến đi, đừng để tôi xa tay. E là mạng cô không giữ được đâu. Anh ấy cũng hứa sẽ không để cô sống yên ổn, nếu biết điều, hãy tự rút lui đi. Anh có con riêng rồi sao? Hay thật, chỉ có cô tự luyến, một mình ôm tương tư, một mình ôm mộng tưởng. Mận vì khóc nức nở, vừa thương mình, vừa thương cho sinh linh bé nhỏ, tay xoa xoa bụng nhỏ. Xin lỗi, mẹ không cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng mẹ hứa sẽ yêu con bằng cả trái tim này. Tại Mạc Gia, anh rít một hơi thở dài, điều thuốc trên tay ngắn dần, mắt không rời cánh cửa lớn, nãy giờ cho người tìm cô, sao chưa nghe tin tức gì cả, hè mòm nóng lòng. Thiếu gia, thật ra vợ chồng giận nhau là chuyện thường, nhưng mà cậu không nên để thiếu phu nhân một mình ra ngoài giữa trời tối và mưa như vậy. Lần trước, nếu cậu không tới kịp, thiếu phu nhân đã... Chuyện lần trước, ký ức chạy ùa về, lần đó anh không tới kịp là cô đã gặp nguy hiểm rồi. Mặc dù nóng lòng, nhưng lòng tự tôn khiến anh đồn đốc người làm. Sao rồi, thành phố này có bao nhiêu con hẻm mà 100 người vẫn không tìm ra vợ tôi. Mặt anh nổi đầy gân xanh. Tay khoác áo chạy ra ngoài, mưa lớn như vậy, con mèo đó không biết trốn ở đâu rồi. Xe lăn bánh, trời mưa nên đường khá trơn trượt, lại vô cùng vắng. Vợ anh đang ở đâu chứ? Lòng anh vừa nóng vừa bực tức, tay không ngừng đấm vào vô lăng, bóng dáng quen thuộc, ướt nhòe nước mưa, anh dừng xe, chạy lại gần thì cô giật mình chạy tiếp. Anh hét lên trong tiếng mưa rồn rập. Cho em 5 phút, quay lại đầy mau. Mẫn vì tai lùng bùng, không nghe rõ nữa, âm thanh chỉ co đọng lại. Tôi và cô ấy lấy nhau vì hợp đồng, không cùng thế giới, không thể sinh con. Anh ta có con riêng, không buông tha cho cô. Mẫn vì quay đầu bỏ chạy, anh bực tức như muốn nổ tung, anh nhớ hét lên. Em mau quay lại, tôi sai rồi. Mẫn vì lại nghe thấy, mau quay lại và bay sang Mỹ. Một chiếc xe ngược chiều lao với tốc độ kinh hoàng, nhắm An Mẫn Vi mà đâm thẳng. Anh hét lên trong vô thức, rồi phóng nhanh nhất có thể. Két, đùng, doẹt. Tiếng xe, tiếng mưa, tiếng sấm chớp rền vang, tiếng hét của Mạc Thiếu Khiêm. Chỉ có tiếng Mẫn Vi im bặt, chiếc xe lao đi mất hút, Mẫn Vi nằm đó, bê bết máu. Anh ôm cô trong đau đớn. Có ai không? Cứu cô ấy đi, cứu vợ tôi đi. Trong bộ dạng bị bết máu, Mạc Thiếu Khiêm bế Mẫn Vì chạy xông vào bệnh viện lớn nhất Đồng Uyên. Đôi bàn tay anh du lên từng chập, da thịt nhờ cắt không còn sọt máu, đôi mắt đỏ ngầu, hai môi mấp máy. Máu tránh ra. Gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh mọi ngày đổ mắt, chỉ thấy ngũ quan giận dữ, chân tay luống cuống, bế vợ không buông. Vài bác sĩ gần đó lại gần. Anh bạn, đưa cô ấy lên cái giường này rồi đẩy vào trong. Anh giận dữ hét lớn. Bỏ tay ra, anh mau cứu cô ấy, nhanh lên. Một vài bác sĩ, y tá gần đó nhận ra anh. Mạc Tổng, anh... là anh sao? Mấy bác sĩ nhanh chóng đỡ Mẫn Vi lên giường rồi đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Họ không biết hay không nhớ vị Mạc Tổng nào đó có Cao Tổng, Trường Tổng, Lý Tổng, Mạc Tổng nữa thì cũng là có ít tiền, nhưng vị Mạc thiếu gia này khí chất ghê gớm, ớ lạnh xương sống thật. Mẫn Vì được đưa vào trong, trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ chạy trong mưa trốn tránh anh,
giận dữ rời khỏi vòng tay anh. Khoảnh khắc đó thật đau đớn, đau lòng hơn là giây phút cô ngay trước mặt anh mà ngã nhào vào cái xe chết tiệt đó. Anh chỉ là muốn ích kỷ một chút, giữ cô cho riêng mình. Anh chỉ giận dỗi một chút khi cô vì ăn thắng mà bỏ rơi anh, phản bội anh. Anh chỉ là muốn cô và anh sang Mỹ xây dựng cuộc sống chỉ có hai vợ chồng. Anh sai sao? Chỉ cần Mẫn Vi tỉnh lại, cô không muốn, anh lập tức rút lại lời nói ngay. Cô muốn hợp đồng, anh cho. Cô muốn đổi tác, anh nhường. Cô muốn cái mạng này, anh cho nốt. Chỉ cần cô không sao. Tại sao em lại ngốc như vậy? Máu trên người anh, trên áo anh là máu của cô sao? Mất từng ngày máu, bao giờ mới bù lại đây? Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Tiếng bước chân gấp gáp đi vào. Trên sân cùng ông cụ Mạc, Mạc Thâm cùng Mạc phủ nhân với hèn mòm tiến vào, trên trán ông cụ Mạc toát cả mồ hôi. Cháu dâu ta sao rồi? Mạc phủ nhân nóng như lửa đốt. Con gái của mẹ, nó bị làm sao? Mạc Thâm bình tĩnh hơn. Trên người con, sao toàn là máu? Con có sao không vậy? Mẫn Vi nó bị làm sao? Anh lắc đầu. Là do con không tốt, con không bảo vệ được vợ con. Cả nhà chết lặng, An Mẫn Vi hy vọng con dâu ngoan nhà này không sao. Cánh cửa phòng mở ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Cả nhà tiến lại gần. Là chúng tôi. Con bé nó có sao không, bác sĩ? Bác sĩ nhìn cả nhà, mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô ấy mất máu quá nhiều. Máu của phụ nhân là nhóm máu hiếm, có RH trừ. Lúc trước có lấy máu phụ nhân, cũng có sắp xếp chữ máu, phòng khi sinh nở theo ý của Mạc Tổng. Tuy nhiên, lần này mất máu quá nhiều, nên đứa bé trong bụng e là khó giữ được. Cả nhà chuẩn bị tâm lý đi. Đứa bé nào? Chẳng phải anh thấy cô lúc nào cũng uống thuốc sao, tại sao lại có con? Hèn mòm buồn bã. Hôm qua, thiếu phu nhân đi khám về, nôn ói không ăn uống được. Tôi gặng hỏi mãi, mới biết cô ấy có thai, nhưng muốn tạo bất ngờ cho thiếu gia, nên bảo tôi giữ bí mật. Không ngờ... Tôi xin lỗi, tôi là người có tội lớn nhất. Anh không còn tỉnh táo nữa. Mẫn Vi luôn uống thuốc, sao lại... Ông nội Mạc buồn sầu. Là do ông nội sợ hai đứa lâu cò chát cho ông bé, nên sai hèn mòm đổi thuốc sang thuốc bổ. Anh siết chặt hai bàn tay. Là tại anh, là tại anh. Mẫn Vi, em tỉnh lại đi, anh cầu xin em. Mạc phu nhân đau lòng, hai mắt đỏ lừ. Con gà trống, con gà mái sẽ nhanh chóng có gà con. Con trai mạnh mẽ lên, lúc này vợ con cần con nhất. Mạc Thâm điềm tĩnh. Bác sĩ nói là khó có thể giữ được sinh mạng đứa trẻ, chứ có nói không giữ được đâu. Tôi đã liên hệ nhiều bác sĩ giỏi của Mạc già qua giúp một tay rồi. Bà và thằng danh này khoan đau buồn đã. Ông cụ Mạc, Mạc phu nhân, Mạc Thiếu Khiêm phải công nhận gia đình có bà là điềm tĩnh và thận trọng nhất. Mọi chuyện bà luôn suy nghĩ chu đáo, giờ chỉ cầu mong hai mẹ con bình an vô sự. Chỉ cần em trở lại, anh sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho em. Anh yêu em, An Mẫn Vi. Lần này cánh cửa phòng mở ra, mặt bác sĩ không còn một giọt máu. Người biến mất rồi. Cả nhà hoảng hốt. Bệnh viện lớn nhất thành phố mà một Mạc thiếu phu nhân lại biến mất trước cả một gia đình. Hỏi nữa bên trong, bác sĩ, y tá nằm lăn lộn, họ vừa bị kiểm điện là bất tỉnh, dụng cụ dao kéo còn nguyên vẹn, chỉ có cô gái của anh là biệt mất, không dấu vết. Là kẻ nào? Mẫn Vi, em ở đâu? Nước mắt anh rơi trên gương mặt thành tú, hai chân bất lực gục ngã trên nền gạch lạnh. Mạc Thâm ra lệnh. Cho hết tất thảy người trên dưới Mạc già, tìm tung tích con dâu duy nhất của nhà chúng tôi, An Mẫn Vi. Nhanh lên. Mạc Thiếu Khiêm tỉnh táo, nhắn một dòng rất ngắn gọn cho tổ chức X. Khởi động tổ chức, tìm chị dâu ngày. Một ngày, hai ngày, ba ngày, toàn bộ mọi tin tức về An Mẫn Vi đều là còn số không. Ngay cả An Thắng ra lệnh cho toàn bộ nhân lực sới tung Đông Uyển lẫn Đế Uyển cũng không có một manh mối nào. Tổ chức X
từ lâu ngừng mọi hoạt động truy đuổi, tìm người, bắn giết. Nay vì một cô gái mà trên dưới xảo giết, gấp run tìm kiếm. Mạc Thiếu Khiêm một mặt là chủ tịch Mạc gia, nhưng ở đằng sau là người đứng đầu tổ chức đen lớn nhất nhì thế giới. Anh từng nghĩ chỉ cần cùng người con gái anh yêu thương sống một đời bình thường, hạnh phúc, mọi chuyện không cần tham dự nữa. Anh nhường lại cho trên sân quản lý, vậy mà trước mặt anh, nhưng cô bốc hơi một cách khủng khiếp như vậy là Mạc Thiếu Khiêm không thể trở tay. Hơn nữa, điều đáng lo ngại và suy nghĩ là cảm xúc lúc đó của An Mẫn Vì. Dường như cô vô cùng sợ điều gì đó. Ngày mưa hôm ấy, khoảng cách giữa anh và cô không phải tính bằng mét, mà là một bức tường vô hình rất lớn. Khoảnh khắc sinh ly tử biệt, cô nằm trong vòng tay anh, không hề mở mắt. Trái tim anh dường như không muốn đập nữa. Thời khắc biết cô mang trong mình đứa con của cả hai, minh chứng cho tình yêu đã thương hình trong cô, khiến anh vỡ òa cảm xúc. Vậy mà Mạc Thiếu Khiêm ngồi một mình nơi thư phòng, hít một hơi đầy lồng ngực với khói thuốc bay lơ lửng trong không trung. Anh cảm nhận thời gian thật dài, 3 ngày, 3 ngày không gặp. An Mẫn Vì rốt cuộc đang ở đâu? Toàn bộ y tá bác sĩ sau khi tỉnh lại đều mất đi ký ức, thậm chí họ không còn nhớ mọi chuyện xảy ra trước đó 3-4 ngày. Một loại độc dược nào đó được người mang cô đi tiêm cho bọn họ nhằm tẩy não bọn họ hoàn toàn. Chỉ có vị bác sĩ may mắn kia còn thông báo cho anh một tiếng, nhưng ngay sau đó cũng mất đi giọng nói hoàn toàn. Kẻ ra tay còn tàn nhẫn hơn cả anh. Căn phòng đầy khí uất phẫn nộ, một mảnh giấy rời ra. Anh nhặt lên. Là giấy siêu âm của bé con, là sinh linh bé nhỏ của anh, chưa đủ hình hài, trái tim anh vỡ òa. Hai hàng nước mắt lan dài, trượt xuống cằm, rồi nóng hổi. Đứa con của anh chưa một lần được anh biết tới, chưa cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mẹ nó, dành cho nó. Vậy mà anh nghi ngờ chính An Mẫn Vi lục tìm tài liệu của anh cho An Thắng mà tranh cãi với cô, khiến cô bỏ nhà đi. Anh cầm mảnh giấy ôm trong ngực, khóc như một đứa trẻ. Giang giang, điện thoại kêu lên, anh lấy lại bình tĩnh. Nói. Bên kia, trên sân rõng sạc. Người lái xe tông thiếu phủ nhân là An Vĩ. Anh nhấn rằng. Giết cô ta thì nhẹ nhàng quá. Nếu cô ta muốn tranh giành quyền lực, ăn ngủ cùng đại gia, thì bán sang Ma Cao đi. Tiền bán cô ta, mua một món quà thật sang chảnh, rồi biếu cho ăn ra. Jason chưa ngừng lại. Tôi tìm được trong điện thoại của thiếu phủ nhân một đoạn tin nhắn, đã gửi qua cho đại ca. À không, gửi qua cho chủ tịch rồi, anh nghe xong thì cho chỉ thị. Mạc Thiếu Khiêm tắt máy, vang vọng trong đoạn ghi âm là giọng của anh. Tôi và cô ta không cùng thế giới. Nói gì là có con. Cả hai cũng có lợi. Tay anh nắm chặt điện thoại, siết chặt như muốn vỡ ra. Là ai đã gửi cho vợ tôi? Chester nói. Theo điều tra, từ vị trí ID trên tin nhắn gửi đến thì là Lý Mỹ, trợ lý của công ty. Còn nên báo cho Lý Sa. Anh cắt ngang. Tôi hành động, cần báo cho ai sao? Mạc Thiếu Khiêm nói rõ từng câu từng chữ một. Bán cổ ta theo Ản Vĩ, mang tiền về cho Lý Sa. Chester y lệnh mà làm theo. Mạc Thiếu Khiêm cầm điện thoại, thả một dòng tin. Tìm được thông tin của cô ấy chưa? Bên kia trả lời ngay. Đã bới tung tất cả, vẫn chưa có thông tin. Anh đặt điện thoại, thở dài. Ở một nơi xa hoa nọ, phòng ngủ sạch sẽ, trang trí lộng lẫy, nhưng toàn xây sự chuyển nước. Cô gái nhỏ nằm thở khó khăn, vị bác sĩ tươi cười. Đã qua cơn nguy hiểm, còn lại phải xem ý chí của cô ấy. Người đàn ông thở dài. Có đứa trẻ. Bác sĩ ân cần. May mắn là kho máu kịp thời của tổ chức y, cô ấy và đứa trẻ an toàn. Người phụ nữ lớn tuổi và người đàn ông ôm nhau. Mẹ đừng lo, em ấy ổn rồi. Người đàn bà vuốt ve mái tóc con gái. Mẹ đợi con hơn 20 năm rồi, là tại mẹ tất cả. Mi tâm cô khẽ lay động rất khẽ. Từ ngày An Mẫn Vì mất tích, Mạc Thiếu Khiêm dường như rất tất bật với công việc.
mọi hoạt động ở công ty diễn biến khá thuận lợi, tổ chức X từ lúc khởi động lại cũng nhuốm màu ủ uất. Jason bình thường ra dáng eo lả, lập trình một cách tự động, thì hôm nay khác đến lạ thường, bình thường dễ gần là vậy, có lẽ chính lúc này mới là bộ mặt thật của anh ta. Bao lâu rồi, chưa tìm được tung tích thiếu phủ nhân, vậy mà còn tâm trí ăn chơi cờ bạc. Lôi ra, thán vào chuồng chó, lâu rồi, bọn nó không được đánh chén. Từng câu từng chữ rõ ràng, dứt khoát, hơn ai hết, Jason biết thừa 4 năm qua, Mạc Thiếu Khiêm đã đau khổ như thế nào. Ở Mạc gia, ban đầu, ông, bà mẹ, Mạc Thiếu Khiêm rất đau khổ, dằn vặt và trách anh đã quá vô tâm. Nhưng sau đó, bọn họ thay nhau động viên, an ủi đứa con ngu ngốc này. Từ nhỏ, Mạc Thiếu Khiêm lạnh lùng ít nói, chỉ đến khi gặp An Mẫn Vi, anh mới biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc là như thế nào. Cũng từ khi có An Mẫn Vi, không khí Mạc gia lại rất ấm áp, vui vẻ. Những tưởng con sâu ngoan sẽ cùng thằng oát con này vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, sinh ra vài nhóc tí kháu khỉnh, thì ba người già cũng ấm lòng, hạnh phúc. Vậy mà, từ hôm đó cô biến mất, không một dấu vết. Mạc Thiếu Khiêm của bây giờ trầm lặng ít nói, sau khi vợ đi, anh cố gắng tìm Hàn Vân, Hứa Phỏng Vũ, nhưng tất cả đều không có. Có vẻ như người cướp cô đi lại cắt đứt mọi thông tin liên lạc của người thân cô. Ánh mắt Mạc Thiếu Khiêm trầm lặng, buông thả nơi không trung. Có việc gì, nói nhanh đi. Bên kia điện thoại. Đại ca, đã mở rộng hệ thống tìm kiếm chị dâu. Có một thông tin mật, cần báo về anh. Mạc Thiếu Khiêm nghe nhắc đến vợ, mất kiên nhẫn, nói to. Nói nhanh. Tin đàn em ấp úng. 4 năm nay, Henry tổ chức y về nước một lần. Theo tin nội bộ thì về luôn Đông Uyển từ 4 năm trước, để lại đột ngột có tiền báo là sắp về lại Đông Uyển. Chuyện này liệu có liên quan đến thiếu phủ nhân? Khởi động lại tổ chức X này, Mạc Thiếu Khiêm không mong muốn tranh giành đấu đá với ai, chỉ muốn nhanh chóng tìm được vợ. Hơn nữa tên Henry này anh sẽ lưu tâm hơn một chút. Sân bay Đông Uyển chiều nay lại vô cùng tấp nập bởi sự xuất hiện của một bóng hồng. Cô gái mặc váy ngắn hai dây, lộ xương quai xanh để quyến rũ, mái tóc dài uốn lọn bồng bềnh, đôi mắt to tròn với má lúm đồng tiền cùng cái răng khểnh rất duyên. Cô nắm tay một bé gái chạc 4 tuổi, đôi mắt to tròn đè lấy lại rất giống người đàn ông bên cạnh. Cô bé tròn xòe mắt. Mẹ Mẫn Nhi, có đói rồi, nhanh nhanh kiếm gì ăn đi. Con bé cũng nhìn sang người đàn ông vừa mang vừa vác vừa đẩy mớ hành lý phía sau. Papa, nhanh lên, con đói rồi. Người đàn ông nhanh chân đẩy mớ hành lý, kề bước chân cô gái, ký vào đầu cô một cái rõ đầu. Đói mà không biết giúp anh hả? Mẫn Nhi quay sang để nốt cái xe quá nhiều đồ, còn anh thì nhìn sang em bé bên dưới tét vào mông. Còn con, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuy theo sức của mình, mau ôm con gấu này của con đi. Anh chỉ vào con gấu cũ mang theo bên mình của cô gái nhỏ, mặt đình đình méo xẹo. Papa không thương con. Ba người hạnh phúc bước cùng nhau trên lối xa vào tấp nập nhưng rất tỏa sáng. Đầu đó, Mạc đại tổng tài đang chuẩn bị lên chuyến bay công tác tại Anh thì khựng lại. Gương mặt đó, ánh mắt đó không thể nào sai được. Anh dựng bước, mắt nhìn đứa con nít bên cạnh, đôi mắt to tròn, đen lấy, nhưng nó lại rất giống, giống người đàn ông bên cạnh cô, là Hứa Phỏng Vũ. Anh đứng yên, nhìn một nhà ba người, cười nói chuyện trò, chui vào siêu xe, chạy mất hút. Là cô gái anh yêu, bằng xương bằng thịt, nhưng là cô gái của người khác sau. Lẽ ra, anh nên vận động não chứ, cô biến mất, mà Hứa Phỏng Vũ cũng mất tăm. Sao anh không nghĩ là hắn đưa cô đi chứ? 4 năm rồi. Mạc Thiếu Khiêm móc điện thoại ra, bấm nhanh. 20 phút nữa, cậu có mặt ở sân bay nhé. Thay tôi sang anh ký hợp đồng, tôi bận gấp lắm. Dùng đầu gối suy nghĩ, thì trên sân cũng biết là chị dâu, chỉ có cô mới làm sếp anh tỉnh ngủ. Còn Mạc Thiếu Khiêm tâm tình vui vẻ. Nhất định,
anh sẽ lại theo đuổi em. Trên xe, An Mẫn Vi sổ mũi liền mấy cái. Ai vừa chửi mình thế nhỉ? Biệt thự nhà Hứa Phỏng Vũ đẹp đẽ rực rỡ, xa hoa, bậc nhất Đồng Uyển. Chỉ có điều xa nơi này hơn 4 năm, An Mẫn Vi vẫn cảm thấy nơi lồng ngực dư vị ngọt ngào của Đông Uyển ngày ấy, cũng cảm thấy lòng ủ uất với những tổn thương đã trải qua. Yêu là gì cơ chứ? Thật lòng để làm gì cơ chứ? Chỉ nhận lại những trái đắng ngọt ngào ư? Ngày đó, nếu không có anh hai, có lẽ cô mãi mãi xa đi, không hẹn ngày quay lại được nữa rồi. Ngày đó, nếu không có mẹ và anh hai, Bảo Bảo cũng sẽ không bao giờ được chào đón ở thế giới này. Mẹ Mẫn Nhi, khi nào thì Tử Thiềm mới về chơi với con? An Mẫn Vi cười tiệt mắt. Là con nhớ em, hay nhớ mẹ của con hả? Mẹ con sát Tử Thiềm đi chơi với bà nội lâu quá, nên trễ chuyến bay. Sáng mai là họ sẽ có mặt ở Hứa Xà ngày. Nhớ là các con sắp đi học rồi, đừng nghịch phá nữa, mẹ nhức cái đầu lắm rồi. Hứa Phòng Vũ nhìn cô ẩu yếm. Em chê biệt thự nhà mình nhỏ hả? Sao không ở nhà mà lại bày đặt mua chung cư để ở? Mẫn Vi cười tươi, vỗ vai anh mấy cái. Anh hay, anh cũng có gia đình rồi. Hàn Vân lại sinh cho anh công chúa nhỏ, đáng yêu như Đình Đình. Hồi nữa, anh, mẹ, Vân Vân, Đình Đình, ở nhà đi. Em có phải tìm một tổng tài nào đó để ôm chân nữa chứ? Phòng Vũ vỗ chán. Sao cũng được, ai cũng được, đừng phải tên khốn họ Mặc đó là được. Anh xem, em lại đi ăn đúng ói của mình à? Em có thể uống rượu, có thể say, nhưng khi nôn rồi, em không dám nhìn thành quả của mình. Huống hồ, anh kêu em ăn lại. Phong Vũ cười lớn. Hà hà, có ngày em quen hắn lại, chắc anh cười chết mắt. Cả ba người cười nói vui vẻ, bữa cơm chiều họ cùng nướng thịt, thơm nức cả khu vườn. Đầu đó, ngoài cổng biệt thự Hứa Xà, một tên ăn xin thập thò nói qua micro. Đại ca, chị dâu đang ăn BBQ thịt cừu, mùi thơm nước mũi, tay nghề của cô ấy, quả thật là không tệ. Mạc Thiếu Khiêm nổi đoá. Bảo cậu đi tham thính, không phải đi kể chuyện hạnh phúc của vợ tôi cho tôi nghe đâu. Nói tiếp đi. Tề Đạt em nhanh nhau. Cả nhà ba người bọn họ rất vui vẻ, có hai con cún đang vẫy đuôi. Mạc Thiếu Khiêm không còn bình tĩnh nữa. Ngày mai đến châu Phi công tác đi. Tề Đạt em sợ xanh mặt, cấp báo. Đại ca, để em quan sát thêm. Bọn họ hôn nhau. Nghe vậy, Mạc Tổng bất giác rơi cả cốc nước trên tay xuống đất. Nói cho rõ, anh gằn từng chữ. Tề Đạt em cũng miêu tả hết sức chân thực. Chị dâu hôn bé gái hôn anh tổng tài. Anh ấy hôn bé gái hôn con cún. Anh ta còn xoa đầu chị dâu, còn... Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nói. Vậy đi. Tên đàn em còn lưu luyến, nhưng nghe vậy thì vội nhảy xuống xa về. Xui một cái là vừa tiếp đất, đã thấy hai con cún bên trong không biết thoát ra ngoài này từ lúc nào. Bụi sáng hiền lành, dễ thương lúc nãy đổ mất, mà chỉ thấy nó nhè răng giờ vốt với anh ta. Chỉ 15 phút, bộ hắc phục chỉ còn đôi ba mảnh che đi thứ cần che. Hai con chó gầm gừ xử sạch sẽ bộ quần áo, anh ta chạy thục mạng, thề không bao giờ quay lại để nữa. Hai con chó quay vào tiếp tục bữa tối vui vẻ bên gia đình nhà họ Hứa. Mạc Thiếu Khiêm đêm nay gỡ như dài vô tận. Đúng là em rồi. Tại sao lại bỏ anh mà theo tên Hứa Phòng Vũ đó chứ? Luận về tài giỏi, anh hơn hẳn anh ta. Dẫu anh ta đứng đầu tổ chức Y, nhưng anh cũng là kẻ đứng sau tổ chức X. Hai tổ chức này ngang nhau, nhưng theo thứ tự, X vẫn trước Y mà. Luận về nhãn sắc, anh ăn đứt anh ta. An Mẫn Vi, em thật ngốc. Sáng hôm sau, con tìm được nhà rồi. Hôm nay, con và bà Bảo qua đó luôn. Tử Thiềm điềm nhiên hỏi. Mẹ, đừng tìm đại ông bố già nào đó cho con đó. Tiêu chuẩn mẹ có thể dễ, nhưng tiêu chuẩn của con cũng khó lắm đấy. An Mẫn Vi cú vào đầu con một cái. Mẹ ở vậy nuôi con, được chưa? Hàn Vân cười tiệt mắt. Cậu bớt ăn hiếp cháu tối đi. Mẫn Vi cười lớn. Lần này, mẹ và anh nên qua Hàn Sa nhận lỗi, rồi hỏi cưới Vân Vân đi. Bầu sinh đẻ con 4 tuổi rồi mà không cưới.
Mẹ cô cười. Vân Nhi đang chờ sinh thêm cháu nội trai cho mẹ rồi mới chịu tổ chức đám cưới. Vân Vân gãi đầu. Chúng con đăng ký kết hôn rồi, chờ Mẫn Vì cưới rồi tụi con cưới luôn thể. Hứa phu nhân nhìn Mẫn Vì. Lần này con mua nhà ở đâu? Mẫn Vì cười nhẹ. Ở chung cư Elsie ạ. Bà âu yếm. Mẹ đã mất bà con, suýt nữa mất con và cháu ngoại. Con nhất định đừng để mẹ lo thêm nữa. Tử Thiêm ôm bà. Bà đừng lo, con sẽ bảo vệ gia đình Hứa gia, bảo vệ mẹ. Đình Đình cười nắc nẻ. Được không ông tướng, bốc phét thôi. Tử Thiêm đanh mặt lại. Đại tiểu thư Hứa gia, chị có thôi đi không? Cả nhà được phen cửa lớn. Sáng chủ nhật, trời xanh mây trắng, Hứa Phong Vũ lấy siêu xe, chờ cả con gái, em gái, cháu trai đến chung cư LG sang trọng. Mẫn Vi xa riêng, nên anh đặc biệt chuẩn bị mọi thứ, từ việc set up sao cho căn nhà thật sự thoải mái sang trọng, đầy đủ tiện nghi, đến việc không khí phải ấm cúng, gam màu hài hòa. Hôm nay, anh còn đích thân xuống bếp, nấu đồ ăn ngon cho cả nhà, nào là sườn chua ngọt cổ thích, nào là cà sốt chanh dây của bà Bảo, còn có gà chiên giòn của con gái rượu nữa. Một bàn tiệc thịnh soạn bày ra, Phòng Vũ cười vui vẻ, mắt hướng lên phòng khách, gọi lớn. Giờ cơm tới rồi, mình ăn thôi. Mọi người vui vẻ ngồi ăn cơm. Bữa cơm xong xuôi thì ba mẹ con, cô cháu rửa chén dọn dẹp. Anh xem văn kiện công ty để ngày mai làm việc. Mẫn Vi loay hoay rửa chén thì anh gọi. Em tính làm ở đâu? Về công ty nhà mình đi. Anh đang cần một thiết kế như em. Mẫn Vi cười tươi. Em đòi lương cao lắm. Anh trai trả nổi không? Anh cũng biết thừa cô muốn làm ở An Gia để trả thù. 4 năm qua, nỗi đau của cô, anh và mẹ hiểu hơn ai hết. Hơn nữa cái chết của cha rất có thể liên quan đến An Thắng. Cho nên lần này thà giữ cô bên mình vẫn hơn là để cô mạo hiểm. Chỉ cần em thích, cả Hứa Gia anh cũng sẽ cho em. Mẫn Vì nửa thật nửa đùa. Hứa Gia em lại không thích, nhưng cho em lãnh đạo tổ chức y thì ok đó. Biết là bị gài nên anh nhỏ giọng. Tổ chức X và Y là hai tổ chức lớn, nhưng mấy năm nay không hề chung đụng. Dạo gần đây lại có nhiều tin tức tổ chức X đang tìm một người phụ nữ, không chừng liên quan tới em. Hơn nữa, cha chúng ta chết không manh mối, e là cũng dính líu tới tổ chức X. Mẫn Vì nghe mà nhức đầu, tính ghẹo anh trai chút xíu, ai mà dè, anh nói một câu mà nhức đầu một tháng. Dọn dẹp ăn uống xong xuôi, anh trở về nhà. Căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con, không gian trống trải đến chạnh lòng. Tử Thiêm vừa lướt tin tức biến động tài chính, vừa chăm chú trước máy tính toàn số liệu mã hóa. Mẹ không định đi gặp ba à? Mẫn Vì ngây người. Mẹ bảo ba con không còn, ai sẽ còn thế hả? Tử Thiêm vẫn chăm chú vào màn hình. Nếu không sao mẹ lại nhanh chóng dọn ra ngoài? Là mẹ sợ cậu và bà không cho mẹ gặp ba có đúng không? Mặc dù không biết ông ấy là ai, nhưng nếu dám làm mẹ tổn thương, con nhất định không để ông ấy yên. Mẫn Vì xoa đầu con. Con như ông cụ non vậy. Tình tình, chuông cửa vang lên. Quái lạ thật, mình mới dọn vào đây, lẽ nào hàng xóm sang thăm sao? Mẫn Vì chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, nhanh chóng ra mở cửa. Xin chào. Cửa đàn ông ở trước mặt cô, thân ảnh quen thuộc, ánh mắt nhớ mong chờ đợi vợ bao ngày, xem chút nữa là òa khóc, nhìn cô chầm chầm. Đúng là em rồi. Anh toang định chạy lại ôm cô gái nhỏ vào lòng thì Mẫn Vi đá mạnh vào nơi đó. Anh Hâm à, đây là nhà tôi, dù mới tới nhớ tôi cũng không muốn kết giao hàng xóm với anh biến thái. Nói rồi cô nhanh chóng đóng sập cửa. Bên ngoài anh ngẩn ngơ mấy phút, bên trong cô đau khổ khôn cùng. Nước mắt 4 năm gìn giữ trục trào trên khuôn mặt xinh đẹp, mà toàn cảnh bị Tử Thiêm thu trọn trong tầm mắt. Người đàn ông đó là mẹ khóc ư? Từ lúc hiểu chuyện, dường như không khi nào bảo thấy mẹ khóc. Không hiểu là sao cô mạnh mẽ trước con, hay sao cô kiềm nén cảm xúc quá giỏi, mà lần này nước mắt vô tình rơi trên bề mắt, khiến Mẫn Vì vỡ òa trong mộng tưởng. Người đàn ông bỏ rơi cô, xem cô là dụng cụ lợi dụng. Cả hai
cùng vì lợi ích của nhau, người đàn ông không cần đến đứa con của cô. Mận Vi sửa mặt tươi tỉnh, ôm con vào lòng, vỗ về bằng mấy câu chuyện cổ tích, rồi ngủ thiếp đi. Bảo Bảo, ngoài những lúc như ông cụ non, thì giây phút ngủ nghỉ này mới thật sự là trẻ con. Bằng này tuổi, lại mê nghiên cứu tài chính, lập trình máy tính, nói chuyện như ông già, lúc ngủ phải ôm mẹ, bắt mẹ kể chuyện, đôi khi vỗ vỗ cái lưng mới ngủ được. Mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành, biết đâu ngày mai tươi sáng lại đến nhanh thôi. Gặp gỡ rồi chia ly, vui vẻ hạnh phúc, để rồi trở mặt xa cách. Phải mất những 4 năm, An Mẫn Vì mới nguôi ngoài nỗi đau vì tình yêu mù quáng của chính mình. Ngày trước là do cô chọn không yêu anh, rồi cũng chính cô làm trái với suy nghĩ của mình, lao vào yêu anh vội vã, để rồi trái đắng mình cô gặm nhấm. Ngày hôm nay gặp lại anh, lẽ ra Mẫn Vi phải nhẫn tâm quay lưng, nhẫn tâm tra đạp lên tình yêu của anh, vậy mà cô lại chọn thả không quen biết anh thêm một lần nào nữa. Cánh cửa đóng sầm lại, nước mắt cô tuôn trào, hai mắt đỏ hoe. Buổi sáng này là lần đầu tiên Tử Thiêm nhìn thấy vẻ mặt cậu bé bối rối, lúng túng nép vào chân mẹ. Mẹ khóc sao? Mẹ ngoan nha. Mỗi lần cậu bé làm nũng, chính cô cũng an ủi con trai mình như vậy. Người đàn ông cô trông cậy cả đời lại chỉ có thằng bé. Bên ngoài cửa, Mạc Thiếu Khiêm nuốt cay đắng vào tim. Kết cục này là do anh tự chuốc lấy đó thôi. Đúng là có không giữ, mất phải đi tìm mà. Chỉ có điều, chiều nay anh lại trông thấy Hứa Phỏng Vũ cùng cô bé hôm trước gặp tại sân bay. Lẽ nào vợ anh vậy mà lại theo chồng mới, sinh con cho hắn ta? Mạc Thiếu Khiêm tay nắm thành quyền, đấm mạnh vào tường, không muốn tin, nhưng sự thật lại ngay trước mắt. Nắng vàng nhuộm cả bầu trời thêm rực rỡ. Sáng nay Bảo Bảo và Đình Đình cùng đi học, Hứa Phỏng Vũ chạy sang đón bảo bối và em gái đến lớp cùng. Cả nhà bốn người cười nói vui vẻ. Mạc Thiếu Khiêm chỉ biết đứng nhìn từ xa, nuốt cụ tức vào bên trong. Chỗ đó anh cứ cưa vợ tôi, tối nay nhất định tôi sẽ trồng cây si nhà cô ấy. Tàn học, Hứa Phong Vũ lại chờ cả nhà về chung cư. An Mẫn Vi cau mày. Em biết chạy xe rồi, hơn nữa cũng có xe riêng mà em đưa bà bối được rồi, anh không cần phiền như vậy. Hứa Phong Vũ không nói gì, xoa đầu cô một cái rồi ra về. Cửa chung cư phòng mẹ con của An Mẫn Vi là số 6. Vừa vào nhà đã bực mình vì bảo bối chưa cởi dép đã vào nhà. Cò mau ra bỏ dép rồi vào nhà, lười biếng là không ngoan, không giống mẹ chút nào. Cậu bé cười hà hà. Chắc con giống ba hả mẹ? Mẫn Vi yên lặng đóng sầm cửa, một ngón tay ai đó kẹt ở giữa. Cho anh vào. Một ngón tay ai đó kẹt ở giữa. Cho anh vào đi. Mận Vi hốt hoảng mở cửa ra, lại là Mạc Thiếu Khiêm. Tôi không quen anh. Mẫn Vi. An Mẫn Vi bực mình. Hứa Mẫn Nhi. Nói rồi cô đóng cửa đi vào bếp. Tử Thiêm chậm chậm rón rén mở cửa đi ra ngoài hành lang, nơi Mạc Thiếu Khiêm còn đứng đó. Không biết chú là ai, nhưng làm đàn ông mà để phụ nữ khóc là không tốt. Mạc Thiếu Khiêm nhìn cậu bé, mắt to tròn, da trắng bóc, đồng tiền, răng khểnh giống hệt mẹ, mũi cao cằm nhọn, ngũ quan lại như anh. Quả thật, tên oát con này như bản sao của anh vậy. Cậu bé thấy anh im lặng thất thần thì mạnh xả nói tiếp. Cô gái bên trong, 4 năm rồi không hề khóc. Chắc lúc đau đẻ sinh ra tôi, có khóc chút ít. Nhưng khi đó còn quá nhỏ, tôi không tính. Còn giờ đây, cô ấy là của tôi. Chú đừng có mà động vào. Tôi không đảm bảo chú an toàn trở về nhà đâu. Anh mặt dày. Bé con dễ thương. Nhà chú là căn số 7 kế bên. Cháu rất đẹp trai đó. Chú hứa sẽ không làm mẹ cháu buồn nữa. Cháu... thấy chú có giống ba cháu không? Cậu bé nhanh nhẹn trả lời. Không, ba tôi không có chuyện đổi này. Anh im lặng, mắt thâm sâu. Xin lỗi, là chú không tốt. Bà Bảo nhìn anh, sắc bén. Nói gì thì nói, không được làm mẹ khóc. Tầm nhìn cậu bé cũng rộng, người ăn mặc lịch sự, lại hàng hiệu như này, còn đẹp trai, miệng lại dẻo, thì tiêu chuẩn làm bố cũng được rồi.
Nhưng là mẹ khóc thì gạch sổ nhà. Nói xong, cậu bé quay vào trong đóng chặt cửa. Bên trong, tiếng Mẫn Vi vẳng vọng. Con đi đâu hả? Mau học bài đi. Cậu nhóc vừa hổ báo, ở đây lại cùng đuôi chuột. Dạ dạ, xong ngay đây ạ. Anh bên ngoài nhoẻn miệng cười. Em được lắm, làm khổ anh như vậy, nhưng mà bảo bối của chúng ta rất ngoan. Từ cảm xúc của mẹ, từ sự bối rối của chú ngoài cửa, không khó đoán bọn họ có san tình, hoặc là chính chú ấy là ba ba của mình, tranh thủ không bằng cơ hội, Tử Thiêm nhanh gọn lấy ít sợi tóc của chú ấy nắm trong tay. Còn người đàn ông kia cũng không hòa, khi xoa đầu cậu bé cũng lấy đi ít tóc. Hai người đàn ông này thật sự rất giống nhau mà. Chỉ ngày mai nữa thôi, kết quả xét nghiệm sẽ nói lên tất cả. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc lại phụ thuộc vào mấy sợi tóc này. Sáng nay, Đình Đình đi học trễ, do kẹt xe, mẹ đưa Tử Thiêm đi học một mình. Vừa rời xe, đã nghe một vài phụ huynh bàn tán. Hay thật, thời đại này, chỉ cần có nhãn sắc, chiêu dụ đại gia, mua siêu xe đưa con đi học trường quốc tế, cần gì công việc nhỉ? Một phụ huynh khác sắc xéo phụ họa. Chứ sao, có nhà sắc là được. Tử Thiêm nắm chặt tay, tại mẹ và cậu không muốn trở thành gánh nặng cho nhà họ Hứa. Chưa cỡ mấy vị này, một cái thổ là đã bay màu rồi. Vài đứa nhóc đẩy mạnh Tử Thiêm vào tường. Đồ không có bà, lêu lêu. Mặc dù ngày thường rất sáng suốt, bình tĩnh, nhưng chính lời nói này làm nhát sao chí mạng, khiến Tử Thiêm vô cùng đau đớn. Bọn họ nói đúng, mấy đứa nhóc này nói cũng đúng, cậu không có bà. Một bàn tay lớn nhấc bồng cậu bé lên không trung. Không phải cậu mà là Mạc Thiếu Khiêm. Tôi là ba cậu ấy. Cả nhóm phụ huynh nín lặng, ngay cả những bé con vừa ăn hiếp Tử Thiêm cũng giạt ra ngoài. Khí chất người này ghê gớm quá. Mà vừa nhìn cũng đủ thấy anh chính là ba đứa trẻ, giống nhau quá, giống nhau không sai vào đâu được. Chính cả hai nhân vật chính cũng nôn nóng đi lấy mẫu xét nghiệm lắm. Mạc Thiếu Khiêm mang mẫu tóc đi giám định, không nhanh không chậm mà có ngay kết quả trên tay. 99,9% là quan hệ huyết thống. Anh cười nửa miệng, đầy ma mị. Lần này xem em chua cãi thế nào đây. Tử Thiêm thì không dễ dàng như vậy. Với dáng vóc 4 tuổi, không thể dùng danh phận Hứa Xa để kiểm tra kết quả ADN, đành nhờ vào chút nhàn sắc vậy. Tan học, Tử Thiêm nhanh chân tới bệnh viện kế bên trường, chạy thẳng đến phòng giám định để nhờ vả. Tôi muốn kiểm tra ADN. Nữ bác sĩ nhèo nhỏ mắt nhìn cậu. Nhóc con, cháu còn nhỏ lắm, làm sao có tiền trả đây? Tử Thiêm lấy một tấm thẻ đen ra, chia tới cô bác sĩ. Đây, cô cứ que thẳng tay. Đây còn không phải là lấy từ Hứa Phong Vũ sao? Lúc nãy vừa than vãn cần tiền, chị họ thần thiết Hứa Đình Đình đã bán đứng ba mình lấy cắp thẻ đen cho cậu mượn. Nhưng không vì thẻ đen mà nữ bác sĩ giúp đỡ cậu. Cháu cần xin phép bà mẹ để làm điều này. Ở đây quy định không thể cho phép cô xét nghiệm giúp cháu được. Tử Thiêm nhèo nhèo đôi mắt trong vèo. Con bị ba bỏ rồi. Nếu không có giấy này, nội con sẽ không biết tới sự có mặt của con trên đời này. Nói rồi, nước mắt cứ rừng rừng, dụ mãi không nín được. Đội ngũ bác sĩ cũng nhanh chóng đi xét nghiệm, rồi đưa cho cậu bé một mẩu giấy. Đọc kỹ từng chữ một, Tử Thiêm chặt lưỡi. Biết ngay là ba mình mà, cũng không tệ. Sau khi tan học, Đình Đình thì về nhà sớm, còn Tử Thiêm thì mất dạng. An Mẫn Vi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Hoắc Con tự mò về nhà. Quỳ xuống, mà Tử Thiêm không còn giọt máu, mếu máo cầu xin mẹ. Con xin lỗi, tiệm bánh kem ngon quá, nên con ăn một chút, nên về trễ. An Mẫn Vi vẫn chưa nguôi giận, gọi cho bên Hứa Xa, con trai quý tử của cô đã về nhà, mọi người đừng tìm nữa, xong xuôi mới mở cửa đẩy Tử Thiêm ra ngoài. Quỳ ở đó nửa tiếng rồi vào nhà, cho chưa kết tật hư. Mặc dù giống bị ngược đãi như phim Trung Quốc, nhưng mà lỗi của cậu sai, quá sai để mất. Vừa lúc Mạc Thiếu Khiêm vừa trở về, thấy cảnh con trai quỳ trước cửa nhà thì há hốc mồm. Con
Còn... Cháu sao lại quỳ thế này? Mặt cậu bé tỉnh dành. Còn không phải tại chú sao? Rõ ràng là bà tôi, nhưng không hề biết sự xuất hiện của tôi. Là mẹ đau khổ, làm tôi đi xét nghiệm ADN, vậy trễ, bị mẹ phạt quỳ đi này. Bà xin lỗi, là bà không tốt. Hai cha con ôm nhau khóc nức nở, cả hành lang ai cũng nhìn đến trơ mặt ra, giống nhau quá đi mất. Có điều, người mẹ cũng thật nhẫn tâm, quỳ được một lúc, anh bảo con mình. Qua nhà bà, có nhiều bánh kẹo lắm, mẹ có tìm thì cũng sẽ qua nhà bà. Tử Thiêm lắc đầu lia lịa, cậu bé còn lạ gì mẹ của mình, thủ đoạn cũng rất ư là tàn nhẫn, qua bên nhà bà xong, chắc cả bà cũng sẽ bị chôn sống luôn. Nhưng mà quỳ ở đây, người người qua lại, quỳ chết mất. Hai bà con cùng vào căn nhà số 7, anh và Tử Thiêm vừa ăn bánh, vừa xem thời sự kinh tế. Đúng là con trai anh, gen di chuyển có khác, 14 tuổi đã biết lập trình máy tính, lại biết tình hình kinh tế. Cậu bé lần đầu được ở cạnh ba cũng vô cùng thích thú. Nếu biết có ba vui như vậy thì đã về nước sớm hơn rồi. Giang giang, là họa không phải phúc, là phúc khó tránh khỏi. Tới rồi, ở bên trong cánh cửa mà anh cảm nhận được sức nóng bên ngoài luôn. Mặt An Mẫn Vi cực kỳ khó chịu. Camera giám sát cho thấy, anh bắt con trai tôi, mau trả nó ra, không thì trồ lên cảnh sát đi. Anh cười đều. Ê là cảnh sát, không dám làm liều đâu, vì Bảo Bảo cũng là con của anh mà. An Mẫn Vi cáu lên. Bảo anh trả con cho tôi. Anh mạnh bạo kéo cô sát vào lòng mà hôn nhẹ. Bảo em ngoan ngoãn vào trong nhà. Mẫn Vi vừa bất ngờ, vừa hốt hoảng, che miệng rồi lấy tay lau sạch. Anh chưa cho phép, ai cho em lau miệng hả? Tử Thiêm vừa nghe mẹ nói, mặt liền thay đổi. Mẹ cứ từ từ nói chuyện, con vào phòng chơi game một chút. Thằng bé cứ như vậy mà chạy mất hút, để lại hai người lớn vô cùng khó xử. Mạc Thiếu Khiêm bao ngày mong nhớ, tới ngủ cũng nằm mơ được gặp vợ, vậy mà giờ cô xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay trước mặt thì lại lạnh nhạt thờ ơ với anh, coi có tức không cử trước. Lần này anh sẽ không để vụn mắt cô dù bất kỳ một giây nào nữa. Mẫn Vi bước vào trong nhà. Bảo Bảo, về nhà mau. Thằng bé nằm im du trong phòng Mạc Thiếu Khiêm, lòng nhỏ thầm nghĩ. Hy vọng ông già làm nên chuyện, không khéo lần này bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên. Thôi kệ, ráng giúp ông rồi có thêm đứa em gái, ít nhất cũng chịu được Đình Đình nhà cậu hai. Mẫn Vi cào gắt nhìn anh giận dữ. Có không mau kêu thằng bé ra ngoài. Ngày trước cô luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, bây giờ được lắm rồi lại còn dám cắn anh nữa. Nhưng tha làm người chồng ngoan ngoãn mà có vợ ở bên, chưa 4 năm nay anh khổ lắm rồi. Mạc Thiếu Khiêm từ từ tiến lại gần. 4 năm rồi, em ở đâu? Cô yên lặng. Khoảnh khắc này thật là chết tiệt. Anh rất nhớ em. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nhỏ của Mẫn Vi. Cánh tay cô rùn lên, nấc lên từng hồi. Tựa như 4 năm nay cô đã rất khổ sở, khổ sở để quên anh, để tập sống không có anh. Bây giờ đứng trước anh, tay chân cô lại không ngoan mà rùn lên bần bật. Môi anh nhẹ nhàng, dịu dàng chiếm lấy bờ môi mềm nhỏ của vợ. Bùm bùm, tiếng đập cửa ồn ào làm cả hai đỏ mặt, bỏ nhau ra. Mạc Thiếu Khiêm bực bội dừng động tác, Tử Thiêm ngoan ngoãn nghe ngóng động tĩnh, Mẫn Vi hồi hộp chờ đợi. Mạc Thiếu Khiêm mở cửa ra, một cái đấm giáng thẳng vào mặt anh. Mẫn Vi giật mình, định chạy lại đỡ anh lên thì bắt gặp ánh mắt của Hứa Phỏng Vũ. Thằng khốn, mày dám đụng đến mẹ con Vi Vi. Mạc Thiếu Khiêm nóng xanh mặt, tay nắm thành quyền đấm vào mặt khách. Anh cũng hay ho gì, bao năm nay lại dám đưa vợ tôi ra ngoài, còn cướp cả con tôi. Mẫn Vi chưa định thần được thì cả hai xông vào đánh nhau thêm một chặp, đến khi mệt nhu tử mới ngừng lại. Con không mau về. Hai mẹ con nãy giờ đứng chôn chân ở sau cánh cửa, vội vàng chạy về nhà. Đừng tưởng tôi không biết, anh mê vợ tôi từ khi làm giáo viên dạy ở trường cô ấy. Hứa Phong Vũ đanh mặt. Rồi sao? Mạc Thiếu Khiêm giận dữ. Dù anh có là kẻ đứng sau tổ chức y, tôi cũng không sợ đâu.
tôi sẽ giành lại cô ấy. Hứa Phong Vũ hất hất mặt. Thế cậu là kẻ đứng sau tổ chức X, nghe nói đã dừng hoạt động lâu lắm rồi mà, còn tìm kiếm Vivi nhà tôi làm gì? Nó ngây thơ, mới tin kẻ nham hiểm như cậu. Anh đừng ngậm máu phun người. Chẳng phải anh cũng nhuộm đỏ tay mình với máu à? Mẫn Vi là vợ tôi, Bảo Bảo là con trai tôi, mãi mãi không thay đổi được. Tôi sẽ giành lại cô ấy. Hứa Phong Vũ cười đều. Buồn cười thật, có công tìm kiếm thông tin về tôi và tổ chức, vậy mà lại không biết Vivi là em gái của tôi thất lạc, Hứa Mẫn Nhi. Nói rồi Hứa Phong Vũ bước vào nhà em gái, đóng sầm cửa, để lại tên Mạc Thiếu Khiêm ngơ ngác đứng hình. Vivi, em gái thất lạc. Bao nhiêu ký ức ùa về, ngày đó cô mất máu quá nhiều, khó giữ được con. Lẽ nào anh ta mang cô về Hứa Gia chuyển máu, lại được cô ra nước ngoài sinh con, rồi nuôi nấng thằng bé. Bé gái lần trước mới chính là con của anh ta. Trời ơi, lần này còn đánh luôn anh vợ. Thôi rồi. Cánh cửa đóng lại, bên trong Hứa Phong Vũ ngồi chễm chệ trên ghế. Em làm gì mặc quà đó hả? Mẫn Vi làm nũng. Còn không phải cháu trai bảo bối của anh bỏ nhà qua đó sao? Em phải qua năn nỉ nó về. Ai hướng mắt sang Quý Từ của bà ngoại. Giải thích đi chứ, cháu cưng. Từ Thiêm ấp úng. Con cha con. À, chú ấy dụ con đó. Hứa Phong Vũ quát. Lần sau hai mẹ con không được qua đó. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Mẹ con đồng thành. Không qua thì không qua. Ngày mai cậu hai lại đến, đừng có mà ngang bướng, không thì dọn về nhà. Hai mẹ con im thiên thít. Mẫn Vi nhanh chóng xuống nấu cơm. Hai cậu cháu ngồi chơi điện thoại. Bên ngoài tên ngốc kia đi qua đi lại, không dám gõ cửa, lại không muốn đứng bên ngoài. Mùi sườn xào chua ngọt, cá chiên, thịt nướng thơm lừng. Đáng đời Mạc Thiếu Khiêm lắm. Ăn no cậu hai về nhà, nhưng không thể không dặn dò. Hai mẹ con đừng quên những gì cậu nói. Nói rồi Hứa Phong Vũ mở cửa xe, lái một mạch về Hứa Gia. Mạc Thiếu Khiêm đợi hết nổi, xông vào nhà của Mẫn Vi, cơ bực bội đóng sầm cửa, nhưng kẹt mấy ngón tay của hắn. À, đau anh. Mẫn Vi hốt hoảng mở cửa ra, thì hắn xông vào trong. Anh đợi em từ chiều. Nói rồi hắn phi xuống bếp, lấy cơm lấy thịt cá ra, ăn ngon lành. Ăn xong lại ngoan ngoãn dọn dẹp, rửa luôn đống chén của bữa cơm lúc nãy. Phiền Mạc Tổng về cho. Anh dịu dàng. Vợ, anh muốn ngủ lắm rồi. Mặc dù hay làm nũng mẹ, nhưng lần này nhìn papa trong bộ dạng kia làm cho Tử Thiêm vừa mắc ói vừa buồn cười. Tổng tài của Mạc ra đi sau, không biết cậu hai đối với mợ Hàn Vân có như vậy không? Ngày mai phải trực tiếp hỏi Đình Đình mới được. Còn bây giờ Tử Thiêm cũng thu dọn chiến trường, lặng lẽ sang phòng của mình, chốt cửa, ngồi xem truyện tranh. Bên ngoài Mẫn Vi cau mày nhăn nhó. Mạc Tổng xin về cho. Mạc Thiếu Khiêm mặt dày nói. Em bỏ anh 4 năm mang con anh đi, giờ lại đuổi anh, em xem có công bằng với anh không? Mẫn Vi lườm anh một phát lạnh sống lưng. Không phải anh không muốn lấy vợ sao? Lấy hợp đồng ràng buộc, còn không muốn sinh con. Xong rồi lại mê giám đốc nhân sự lý Mỹ, dắt An Vĩ về nhà. Còn bao nhiêu chuyện luân thiên hại lý mà anh chưa làm. Nghe cô kể tụi mà anh oan chưa từng thấy, anh có phải là người như vậy bao giờ đâu. Em nghe anh nói là anh không tốt. Lúc đầu anh không có tình cảm với em, để mới ngu xuẩn ký hợp đồng. Nhưng sau này anh đã yêu em, anh muốn cùng em sinh con, xây dựng một gia đình của chúng ta. Mãi khi em gặp nạn, anh mới biết là em hiểu lầm anh. Hiểu lầm? Là An Vĩ đụng em bất tỉnh, mất máu cấp cứu, Lý Mỹ ly gián chúng ta. Ly gián mà tôi nghe giọng anh rõ mồn một. Thật sự là anh không nói về em, anh nói về An Vĩ. Anh cứ ngỡ em bước chân vào Mặc Gia là An Vĩ để đánh cắp thông tin, rồi bàn đứng anh cho An thắng. Đến đây lòng cô như vơi bớt giận hờn, nhưng những 4 năm không có anh bên cạnh, phải sống những ngày tháng khổ sở, khiến Mẫn Vi vẫn còn giận. Nói xong rồi, giải thích xong rồi,
Anh về đi. Mạc Thiếu Khiêm mặt dày, sợ gì nữa. Anh bước tới bế cô ngang eo, mở cửa phòng rồi khóa trông cẩn thận. Đêm nay phải ăn cô mới thỏa. Anh định làm gì? Anh cười giản xảo. Em nghĩ xem, 4 năm qua anh đói như thế nào. Cô gái nhỏ bất giác dùng tay che chắn trước ngực, còn sói trước mặt không vì vẻ sợ hãi của cô mà buông thả. Anh bước tới, tay đặt lên má cô, hơi thở từ từ phả vào không khí, đôi môi từ từ chiếm lấy môi cô, dịu dàng, ấm áp lạ thường. 4 năm qua, anh luôn ước ao cô quay lại, nhớ nhung gửi gắm qua từng cái hôn sâu, mẫn vì không cự tuyệt, càng không né tránh, mà phối hợp nhịp nhàng. Hơi thở cả hai gấp gáp, hòa quyện cùng nhau, khiến gian phòng ngập tràn ái muội. Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh sẽ dùng cuộc đời còn lại cho em, mặc em định đoạt. Mẫn Vi mỉm cười, bất giác kéo anh xuống, hôn một cái rõ kiều. Bảo Bảo là con trai anh. Anh mỉm cười, đưa bàn tay cởi hết những gì còn vướng lại. Bờ vai trắng nõn nà, xương quai xanh lộ rõ, cái eo nhỏ xíu, do không được tầm bộ đàng hoàng. Anh thầm nghĩ bụng, nhưng vẫn rất quyến rũ, rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn lúc trước. Hai cơ thể quấn quýt, triền miên đến tận sáng, Mẫn Vi bao lần ngủ vùi vì bị anh gọi dậy vận động cả đêm. Đúng là còn sói đói, đã nhịn lâu lắm rồi. 6 giờ sáng. Giang giang, Hứa Phong Vũ bực bội bấm chuông, ai cho em gái anh dọn đi mà còn cấm cửa anh cửa trước. Ngày mai nhất định là một cái khóa dự phòng. Cậu, chào buổi sáng, đi học thôi. Thằng bé này quái lạ, bình thường nó gặp sẽ là oai oái, bữa nay lại ngoan lạ thường, còn không màng hỏi đình đình nữa. Hứa Phòng Vũ nhìn vào trong nhà thì bị Tử Thiêm lùi đi. Trễ rồi cậu. Anh thấy lạ, nhưng sắp trễ giờ mất rồi. Sau này mẹ còn đâu mà cậu không thấy vậy? Trên xe, Hứa Phòng Vũ gặng hỏi. Mẹ sao hôm qua làm việc mệt mỏi nên ngủ trễ ạ? Hứa Phòng Vũ ân cần. Cậu đã bảo về Hứa Gia, lo ăn ngon mặc đẹp, lại không nghe. Tử Thiêm tỏ ra rất hiểu chuyện. Tiền nhiều mà không lao động cũng hết ạ. Mẹ con sẽ làm việc kiếm tiền, cậu đừng quá lo lắng. Đình Đình ngồi bên cạnh gật gù. Em trai trưởng thành rồi. Tử Thiêm im lặng, đầu nốt quyển sách kinh tế, không còn ghẹo trong Đình Đình nữa. Cả cậu và chị hai đều thấy lạ. Mẫn Vi và Thiếu Khiêm có nghe chung cửa, cũng nghe anh trai gọi, nhưng nhất định ôm vợ ngủ, không trò dậy. Anh trai phát hiện thì chịu, ai bảo anh yêu vợ quá làm gì. Mẫn Vi thì sợ, muốn tụt huyết áp. Em sợ sao? Ừ, sao lại sợ? Anh ấy là anh trai ruột của em. Anh cũng sợ anh ấy, vì anh ấy là anh của em. Nhưng mà anh không buông tay em lần nào nữa. Bây giờ, anh lập tức về nhà, dọn đồ qua đây ở cùng em. Nói rồi, anh nhảy xuống giường, về phòng số 7, dọn gấp. Ngôi nhà số 6, ở chung cư xa hoa bậc nhất Đế Uyển này, không quá lớn, cũng chẳng phải nhỏ. Ấy vậy, gia đình ba người Mạc Thiếu Khiêm, An Mẫn Vi và Tiểu Bảo Bối sống vui vẻ, hạnh phúc vô bờ. Buổi sáng, họ cùng nhau thức giấc. Anh đưa nhóc đi học, cô giải quyết công việc qua laptop, anh đến công ty. Chiều, cô đón con, anh trở về, dẫn cả nhà đi dạo, thỉnh thoảng cùng vợ con đi mua sắm ít đồ lặt vặt. Tối nay, căn nhà nhỏ ấm áp lạ thường, đèn sáng lung linh, món ăn thơm lừng từ sàn bếp. Hôm nay là sinh nhật anh. Cả nhà đang quây quần dọn thức ăn ra, từ ngoài cửa vọng vọng thanh âm quen thuộc. Giang giang. Mẫn Nhi, Bảo Bảo, ra mở cửa kìa. Sớm không tới, muộn không tới, anh trai cô thật biết cách tới mà. Mẫn Vi nhìn sang người chồng truyền danh nghĩa. Mau trốn đi. Anh nghe người ra thì Bảo Bối lôi vào phòng của mẹ rồi chốt cẩn thận. Bà, ở yên đó. Hai mẹ con nhẹ nhàng giòn rén bước ra ngoài, phòng Vũ cáu gắt. Có mở cửa cũng lâu, lề mề quá. Anh bước vào trong, một bàn món ngon thịnh soạn làm anh hỏa mắt, lại còn có đến vào hoa. Hôm nay mẹ con ở nhà làm gì đây? Hai mẹ con nhìn nhau ấp úng,
Bảo Bảo nhanh miệng. Là con được điểm cao nên mẹ thưởng cho con. Ái mắt nheo nheo của cậu bé nhìn sang mẹ. Ừ, đúng vậy, anh à, hay vào ngồi cùng ăn luôn đi ạ. Anh trai có vẻ không vừa mắt hoặc là không tin. Học ăn, học nói, học gói học mở, học đâu ra cái tật nói dối anh đấy. Cả hai mẹ con đồng thanh. Thật ạ. Bảo Bảo nhanh tay kéo ghế cho cậu thì một âm thanh vang vọng từ bên trong phòng Mẫn Vi. Vừa rồi, Mạc Thiếu Khiêm do cố ý nghe lén, anh em cậu cháu nhà họ nói chuyện, để làm rớt cái bình hoa trên bàn. Xoáng. Là gì đó? Để cậu kiểm tra. Hai mẹ con xanh mặt, người bên trong tìm cũng muốn nhảy ra ngoài. Sao lại chốt cửa? Nghe anh hỏi, đầu Mẫn Vi nhảy số. Là em, đồ vừa khô, nên có ít đồ lót. Em để bừa trên giường, sợ Bảo Bảo và anh chê cười, nên em khóa cửa. Anh trai bắt đầu thưởng thức đồ ăn, không nói nữa. Trong lòng cũng không ít nghi hoặc. Bảo Bảo mọi khi nói cười, nay cũng dè chừng. Nó cứ lo ba ba đang đói meo. Hứa Phong Vũ thì ăn no căng bụng, vì khẩu vị và khả năng bếp của Mạc Thiếu Khiêm tương đối tốt và hợp với anh. Từ ngày Mẫn Vì bền mắt, Mạc Thiếu Khiêm tự học nấu nướng để có ngày phục vụ cô thật tốt, ngờ đâu lại được lòng anh vợ. Cơm no rồi, Hứa Phong Vũ lên xem tivi. Bảo Bảo nháy mắt với mẹ. Cậu, vào phòng con nè. Nói rồi, cậu bé kéo cậu vào trong. Mẫn Vì ngừng dọn dẹp xong, vào phòng mình khóa lại. Xin lỗi, anh em đến. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Vợ anh mà, sao không cho anh ở cạnh chứ? Lát sau, anh trai vẫn không về, người đàn ông bên cạnh thì bụng kêu rột rột. Cậu, gãi lưng cho con. Được rồi, cậu mỏi tay lắm rồi. Vậy cậu về đi. Sao lại đuổi cậu? Trong phòng Bảo Bảo thì cậu đang dỗ cháu cưng. Bên này, Mẫn Vi lấy thức ăn cho vào tô lớn đem vào phòng. Khuya rồi, em ăn nhiều vậy sao? Bị bắt gặp, Mẫn Vi đỏ mặt. Ờ, em đang muốn tăng cân. Thấy em gái khác lạ, Hứa Phong Vũ định sang nói vài câu thì Bảo Bảo nói. Một là cậu về đi. Hai là đọc truyện cho con nghe. Hứa Phong Vũ im lặng vào đọc truyện. Chẳng qua mẹ anh, con anh và vợ anh cùng ra ngoài mua ít đồ, cả nhà sắp qua thông gia nói chuyện của anh và Hàn Vân, nên anh dành sang nhà em gái ở đỡ. Vậy mà đứa cháu cưng này nỡ hành hạ cậu nó. Mạc Thiếu Khiêm, anh đói không? Ăn mau. Dưới ánh đèn họ nhìn nhau. Chúc mừng sinh nhật anh. Cả hai hạnh phúc thổi nến, nếm một ít vị ngọt của chiếc bánh nhỏ xinh, rồi ôm nhau ngủ. Buổi sáng, Hứa Phòng Vũ định vệ sinh cá nhân rồi trở về nhà. Đêm qua, cả đêm nhóc con hành xác anh. Đi ngang qua phòng em gái, vẫn chưa thấy bóng sáng Mẫn Vì. 4 năm nay, em gái vẫn quen dậy sớm. Hôm nay lạ thật, anh nhẹ nhàng mở cửa. Dậy ngay. Trước mặt anh là cái tên chết tiệt đó, dám ôm em gái anh ngủ ngon lành. Năm xưa, ai bỏ rơi nó, ai làm mẹ con nó khổ sở. Vậy mà, em gái, cháu trai anh lại nối giáo cho giặc. Hai người đàn ông sau khi chỉnh trang y phục, vét âu lịch lãm thì ngồi đối diện nhau bên tách trà nóng. Nói đi, cậu muốn gì mới buông tha em gái tôi? Mạc Thiếu Khiêm đanh mặt. Em yêu cô ấy, cô ấy là vợ em, Tử Thiêm là con trai em. Hứa Phong Vũ vỗ tay. Nó là em gái tôi, kia là cháu trai Hứa Gia. Mạc Thiếu Khiêm không nhanh không chậm nói. Anh nghĩ sao về An Thắng? Em có thể giúp anh tìm lại vụ án năm xưa. Hứa Phong Vũ chia tay ra phía Mạc Thiếu Khiêm. Em rể không những nấu ăn ngon, còn rất biết chuyện đấy. Hai người đàn ông cười nói vui vẻ. Năm đó là Mạc Thiếu Khiêm không tự nguyện cưới An Mẫn Vì, là An Mẫn Vì cũng chưa từng nguyện ý lấy anh. Hơn 4 năm sau, họ lại trùng phùng sau bao lần ngỡ xa nhỏ mãi mãi. Càng nghĩ, Mạc Tổng càng cười điên rồ một mình. Anh nghĩ, cô là An Vĩ, con gái cưng của An Thắng, cài vào bên cạnh anh để làm hại gia đình anh. Cô nghĩ, anh là kẻ họ xác, xấu xí, lại sát thê, nào ngờ lại trở thành thê nô cả đời của cô.
Càng nghĩ, càng thấy bản thân không thể nào thiếu cô gái nhỏ này được. Mạc Thiếu Khiêm nảy ra ý định táo bạo. Triệt Sơn, hồi trước có ổn không? Triệt Sơn bối rối, vì gần 4 năm này, anh ta vừa lo công ty, vừa lo cho tổ chức X. Mạc Tùng, anh hại đời anh ta chưa đủ sao, nay lại hỏi thăm anh. Chẳng lẽ lại sắp xếp cho anh tiếp quản thêm cái gì nữa sao? Mạc Tùng, anh đùa ít thôi. Mạc Thiếu Khiêm tâm tình đang vui vẻ. Mau trở về giúp tôi, thu xếp ngày lành tháng tốt. Chị dâu cậu quay về rồi. Trẻ Sơn mắt chữ O, mồm chữ A. Chị dâu. Lần này còn có cả con trai bảo bối của tôi nữa. Mạc Thiếu Khiêm được nước khỏe mẽ. Hai người trò chuyện vui vẻ thì An Mẫn Vì bước ra cửa. Em đi đón con đây. Anh coi giúp em nồi súp nha. Anh gật đầu, chưa kịp nói gì thì cô đã đi mất. Súp cũng tắt bếp từ lâu, nước anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho vợ và con trai tắm mà cô vẫn chưa về. Rèng rèng, anh chạy vội ra cửa. Papa, mẹ và papa quên con rồi sao? Hứa Phỏng Vũ cầm tay Đình Đình đứng bên cạnh. Mới khen cậu hôm qua, hôm nay lại làm tôi thất vọng. Cậu lo vợ mà quên cả cháu cưng của tôi sao? Mạc Thiếu Khiêm biến sắc ngay tức khắc. Anh hay, Vivi đi đón Bảo Bảo từ sớm, giờ vẫn chưa về. Cả nhà đều nhìn nhau, quái lạ. Tình Tình, lạ lắm sao? Đừng lo, vợ mày vẫn ổn. Mạc Thiếu Khiêm nhận ra ngay giọng nói này là của An Thắng. Tao cho mày bà giày để thả vợ tao ra. Cô ấy mất một sợi tóc thì gia đình mày và mày đừng hòng sống sót. Hà hà, ngươi đuổi người, tao cần an vĩ. Nói rồi hắn tắt máy. Hứa Phỏng Vũ và Mạc Thiếu Khiêm nhanh chóng cử đội điều tra thông tin cuộc gọi vừa tới. Không khó để phát hiện ra hắn ở ngoại ô Đế Uyển. Anh trai, tổ chức anh bao nhiêu xạ thủ tốt? Hứa Phỏng Vũ mặt nghiêm nghị. Cần bao nhiêu, có bấy nhiêu. Mạc Thiếu Khiêm lấy ra một khẩu súng loại tối tần nhất. Đã lâu không dùng. Em có 100 anh em bắn tỉa, 100 phục kích tại chỗ. Hứa Phỏng Vũ cũng lôi ra một khẩu súng ngắn, lau lau bề mặt. Vậy anh cũng 100 xạ thủ, 100 tại chỗ. Bắt được hắn, phải bắt sống cho anh. Còn lại, tùy chú mày. Hàn Vân được vệ sĩ đưa đến trông coi hai đứa trẻ. Hai người đàn ông lái siêu xe lên đường, trong căn nhà hoang tại ngoại ô Đế Uyển. Thả tôi ra, ông là tên khốn. An Thắng giờ du siêu lượng thuộm, nhìn cô gái trước mặt, vẻ thầm sầu. Con gái, cha rất hiếu con. Mẫn Vi cười khinh. Con gái ông là An Vĩ. Vừa dứt lời đã nhận lấy một cái tát từ hắn. Mày không xứng nhắc đến con tàu. Không phải tại mày, nó mới bị thằng chó nhà họ Mạc bán đi sao? Mày, là mày. Ông ta điên cuồng nhào tới, bóp lấy cổ cô. Đại ca, bình tĩnh. Đàn em nhắc nhở hắn tỉnh táo ra. Phải bình tĩnh chờ Mạc Thiếu Khiêm tới, đổi lấy con gái, sau đó tiễn cả hai chúng nó về rồi. Nhắn cho Mạc Thiếu Khiêm tới khách sạn Hoa Đằng. Chỉ cần nhận được An Vĩ, lập tức cho nổ khách sạn đó. Còn nữa, giết bằng được hai chúng nó. An Mẫn Vì nước mắt lưng tròng. Hy vọng anh ấy đừng tới, hãy chăm sóc con thật tốt. Hai con xe dừng trước căn nhà bỏ hoang, An Thắng ngỡ ngàng, còn chưa tới khách sạn Hoa Đằng nữa mà. Tôi đến vừa kịp lúc nhỉ? Tôi cũng không thừa, đúng không? Cả hai bước vào, hào quang ngời ngợi. An Mẫn Vì bị trói tay chân, ngồi một góc, miệng bịt kín mà môi cắn chặt. Tại sao hai người lại tới chứ? Thuốc nổ ở chân người em. Mạc Thiếu Khiêm nhìn cô, tay chân dớ máu mà nắm chặt tay. Đã bảo không được động vào cô ấy mà. Anh bắn vào chân An Thắng, hắn quỳ xuống. Hứa Phong Vũ bực bội, anh ra hiệu, phát tay một cái. Tất cả đồng bọn đứng kế An Thắng bị đội bán tỉa bắn quá nửa. Bên Mạc Thiếu Khiêm cũng tranh thủ bắn nốt những tên còn lại. Giờ đây chỉ chưa chọi An Thắng đứng ngơ ngác. Tụi mày... Mạc Thiếu Khiêm nhìn vết máu trên môi cô gái nhỏ của mình, tay bóp cò, một viên đạn bạc bay ra khỏi nòng súng. Em hứa để hắn sống, nhưng không hứa để hắn lành lặn. Anh hai, thông cảm. Hứa Phỏng Vũ kéo ghế lại cho An Mẫn Vi ngồi. Mạc Thiếu Khiêm ngồi sang một bên, Phỏng Vũ anh
ngồi chễm chệ ở giữa. An Thắng, ông biết tôi chứ? Lũ uất con chúng mày, tưởng mình là ai? Hứa Phong Vũ nhìn ông ta, mắt đỏ ngầu. Tôi là Hứa Phong Vũ, kìa, là Hứa Mẫn Nhi, con trai và con gái duy nhất của Hứa Gia Nghiêm, kẻ đứng đầu duy nhất của tổ chức Y. Mặt An Thắng không còn một giọt máu, hèn gì ánh mắt anh ta trông rất giống. Ký ức An Thắng ùa về. Ông và Hứa Gia Khiêm là bạn tốt. Ông vừa hợp tác cùng với ông ta một dự án, đã hợp ý kết thành đôi bạn giúp đỡ nhau trên thương trường khốc liệt này. Hơn nữa, vợ Hứa Gia Nghiêm lại là Phùng Hân, bạn học cấp 2 của ông ta, nên mối quan hệ lại càng khăng khít. Nghe con học cùng, Phùng Hân cũng xinh xắn, lại học giỏi, nên rất nhiều kẻ si mê theo đuổi, trong đó có cả An Thắng. Nhưng mối tình thuở ấy mãi chẳng thể đầm hòa kết trái ngọt mà chôn vỏ dĩ vãng. An Thắng giấu trọn hình bóng Phùng Hân ở trong tim, bởi sự chênh lệch giàu nghèo giữa họ quá lớn. Giờ đây, trước mắt ông, Hân Hân đẹp hơn trước, dịu dàng, đằm thắm và trang nhã hơn xưa, càng làm lòng ông thổn thức. Dù An Thắng kết hôn cùng Diệp Linh Lung, nhưng giữa họ chưa hề có tình cảm. Một tên khố sách áo ôm, may mắn lọt vào tầm mắt nhà họ Diệp, lại thừa hưởng gia sản của họ gây dựng bao năm. Hơn nữa, tổ chức Tép Siêu, hàng nóng của hắn cũng mới chớm chen chân vào thế giới ngầm. Mấy chốc, An Thắng trở mình giàu có. Kết thân với Hứa Gia, hắn như hổ mọc thêm cánh. Điều hắn mong muốn nhất bây giờ là lấy lòng tin của Hứa Gia Nghiêm, chiếm đoạt trái tim Phùng Hân, cướp hết gia sản nhỏ Hứa, và hơn hết là kết hợp An Gia và Hứa Gia là một. Sau này, dù là ai đi nữa, cũng đừng mong lật đổ hắn. Ngày tháng còn dài, không thể mượn cớ đến thăm Hứa Gia mãi được. An Thắng cho em gái ruột của mình là An Nhã Phương tiếp cận Hứa Gia, lấy thân phận làm bảo mẫu cho hai con trai Hứa Gia Nghiêm. Nhã Phương mau chóng được cài vào. Thời gian đầu, bà ta báo cáo hết tình hình giờ giấc làm việc, mối quan hệ của Hứa Gia với đối tác. Thời gian sau, bà cho thuốc an thần vào thức ăn, vào trà, đầu độc Hứa Gia Nghiêm. Lẽ ra Phùng Hân cũng phải cùng số phận với chồng, nhưng do lệnh của anh cả, bà ta chỉ ra tay với mụi hắn. Sau khi bà đến không lâu, nhà họ Hứa có thêm thành viên mới là Hứa Mẫn Nhi. Đối với hai con của Hứa Gia Nghiêm, bà hết mực yêu thương, chăm sóc. Riêng đứa bé gái lại được bà hết lòng chiều chuộng, nó cũng rất đỗi quý bà. Nhã Phương đang trên kế hoạch đầu độc và lấy cắp thông tin cho An Thắng thì bị Hứa Gia Nghiêm làm mềm lòng. Tin bà là người lâm vào nghèo khổ nên ông hết sức giúp đỡ, Nhã Phương cũng lấy làm động lòng. Hơn nữa, bà thay đổi kế hoạch từ thuốc an thần sang xuân dược nhằm danh chính ngôn thuận thành Hứa phu nhân. Kế hoạch cũng nằm trong lòng bàn tay. Phùng Hân sau khi thấy chồng cùng bảo mẫu qua lại thì vô cùng đau đớn, thầm trách bản thân đã quá yêu thương, tin tưởng chồng. Một ngày, An Thắng lệnh cho bà đột nhập vào phòng sách Hứa Gia Nghiêm, chỗ mua tập tài liệu rất quan trọng. Nhã Phương lẻ lút vào trong thì bị Hứa Gia Nghiêm bắt tại trận. Hai người giằng co mãi, một lúc thì làm đổ ngọn nến xuống thảm lót sàn, một trận hỏa hoạn kéo đến. Mà lúc này, đứa con trai nhỏ Hứa, Hứa Phỏng Vũ, đang chơi cùng quản gia, nhanh chóng chạy khắp nhà, tìm mẹ và em gái. Anh nhanh chóng đưa mẹ ra khỏi căn nhà, chưa kịp tìm ra em gái cưng và ba ba, thì ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ. Hứa Gia Nghiêm, vì trúng thuốc ngủ của An Nhã Phương nên ngất đi, bà ta sợ hãi, ôm đứa con gái Hứa Mẫn Nhi, bỏ trốn. Chạy mãi, bà ta mới về được An Gia, tận tay trao cho An Thắng đứa con gái rồi dặn: đây là con gái của em và Hứa Gia Nghiêm, mau anh nghĩ chút tình anh em chúng ta mà chăm sóc nó, nó là cháu ruột của anh. Nói rồi bà ta ra đi mãi mãi, để lại An Thắng đau đớn tột cùng. Em gái mất, người tình trong mộng xa đi, bao nhiêu cảm tức ông trút lên An Mẫn Vi, nó không đáng để ông yêu thương, lại là giọt máu của tên khốn đó. Chỉ là dù sao nó cũng là cháu ruột của mình, nên cho nó cái ăn cái mặc đã là ân huệ. Những tài liệu mà ông cần cũng được An Nhã Phương trao về tận tay. Chẳng mấy chốc,
công ty và sự nghiệp phát lên như diều gặp gió. Hứa Phong Vũ và Phùng Hân ra nước ngoài sau lần đó, từ nhỏ đã theo cha chinh chiến và làm việc nên Phong Vũ sớm có tổ chức và một ít tiền. Sau đám cháy, anh xào xiết tìm em gái nhưng không có. Mẹ lại hoảng loạn mất trí nên anh đưa mẹ sang anh chữa trị, trong lòng tự nhắc nhở nhất định sẽ quay về. Theo năm tháng, anh cuối cùng cũng trà già, có thể An Mẫn Vi là em gái ruột của anh. Họ đã suýt nhận ra nhau, chỉ là không ngờ tên An Thắng này lại giở trò cũ, bắt em gái anh gà cho Mạc Gia, đem các tài liệu cho hắn làm giàu. Chỉ là giờ đây, Hứa Mẫn Nhi không chỉ có Hứa Gia chống lưng, mà lão công của cô, Mạc Thiếu Khiêm, cũng sờ sờ chuột mắt. Đôi mắt An Thắng hết nhìn sang An Mẫn Vi, lại nhìn qua Hứa Phỏng Vũ. Rất giống, cô thật sự là con gái của Phùng Hân và Hứa Gia Nghiêm, chẳng phải là cháu gái của ông. Bấy lâu nay, ông vừa cảm ghét, vừa nương tay, vì lúc sắp ra đi, em gái ruột của mình còn căn dặn phải chăm sóc và yêu thương Mẫn Vi, về cô bé là giọt máu của bà và Hứa Gia Nghiêm. Nào ai ngờ được, quả nuôi tù hú. Nước mắt của Mẫn Vi lăn dài, người mà cô xem là cha ngần ấy năm, lại là kẻ thù của gia đình, là kẻ sát hại cha ruột cô, là kẻ khiến mẹ cô điên loạn, cũng là kẻ chia cắt gia đình thực sự của cô suốt hơn 20 năm. Cô giật khẩu súng trên tay anh trai, nước mắt giàn giụa không ngăn được. Thời khắc này, cô ước ao có thêm sức mạnh mà bắn vào tim hắn một phát. An Thắng nước mắt lưng tròng. Vì nhì, tha lỗi cho cha. Tay cô run run, thả khẩu súng trên tay xuống, quay lưng với hắn. Đi thôi, anh hai, tha cho ông ấy đi. Ông ấy đã nuôi em hơn 20 năm. Hứa Phỏng Vũ rất muốn trả thù cho cha, nhưng từ lúc nhận lại em gái, anh khao khát hạnh phúc gia đình. Được, nghe theo em. Cả ba quay lưng đi. An Thắng chộp lấy khẩu súng bắn về phía Mẫn Vi. Đoang, âm thanh vang trời, viên đạn đột ngột chĩa về Mẫn Vi. Chỉ thấy một bóng lưng cao gầy ngã xuống. Mạc Thiếu Khiêm, anh điên rồi sao? Hứa Phỏng Vũ chưa kịp ra hiệu thì mấy tay súng của tổ chức XY lần lượt nổ súng, mấy khẩu giảm thanh cũng không nghe được âm thanh đạn xước qua da thịt. An Thắng chỉ còn lại một vụ máu bể bét, toàn thân ngã quỵ. Mạc Thiếu Khiêm, anh tỉnh lại cho em. Mặt Mạc Thiếu Khiêm trắng bệch, thều thào. Quan, đừng khóc. Mẫn Vi nước mắt tràn ra hai bên má. Anh hai, mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Bệnh viện lớn nhất Đế Uyển trở nên hối hả, hầu hết bác sĩ giỏi đều tập trung ở phòng VIP này. Hứa Phong Vũ xả lệnh. Dùng phương pháp tốt nhất, cứu em rể tôi. Mẫn Vi mặt mày thất thần. Anh hai, anh ấy có sao không? Đàn ông mà, ra ba viên đạn không chết được đâu, chết thì lấy thằng khác. Mẫn Vi bực bội. Anh có đùa được. Mạc lão và vợ chồng Mạc Thâm kịp tới, vừa lo lắng cho cháu trai, lại vừa gặp lại con sâu, mừng khổn xiết. Còn tôi? Mẫn Vi, là con thật sao? Trời ơi, lại đây, con gầy đi nhiều rồi, mau ngồi xuống, con đã đi đâu? Ông nội Mạc ôm cô vào lòng. Cháu rồi yêu quý, thật sự là cháu rồi. Cả gia đình vây quanh, cô kể lại chuyện sau gần ấy năm. Tình, cửa phòng sáng lên. Người nhà đâu rồi? Mẫn Vi chạy như vấp té. Tôi là vợ anh ấy. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng suốt quá trình phẫu thuật toàn gọi Mẫn Vi. Cô đỏ mặt, cả nhà bật cười. Tiểu Bảo được bà ngoại đưa tới, mặt nhuốm máu. Bà ơi, mẹ ơi, cậu hai, ba con đâu? Mẫn Vi xà xấu. Con ngoan, ba không sao, chút nữa con vào thăm bà nhé. Gia đình Mạc Gia tròn mắt. Nó là con của thằng nhóc thối sao? Bà ngoại bước tới. Mạc Thâm, bạn học cũ của tôi, nó còn là cháu ngoại tôi. Bà ngoại và ông nội lại là bạn học, cả hai vui vẻ nhận ra nhau. Cháu trai ngơ ngác. Cháu ông cụ và ông bà nội đi con. Đứa trẻ hiểu chuyện xa vào lòng ông bà, nũng nịu. Cháu chào ông bà. Cả nhà quây quần bên cháu trai. Mẫn Vi lặng lẽ đi vào trong phòng. Anh làm em rất sợ. Cô
Cô nắm tay anh đặt lên má, nước mắt lại trào ra, nóng hổi. Mạc Thiếu Khiêm cười mỉm. Xin cho anh một công chúa nữa được không? Mẫn Vi nguyện miệng cười. Cuối tháng 10, hoa cải vàng rực rỡ, hai người trẻ sánh vai bước trên lễ đường trước sự chứng kiến của hai nhà Mạc Hứa, đôi trai gái hạnh phúc khoác tay nhau, trao nhau nụ hôn ấm áp. Còn nhớ năm đó, ai kia bắt Trần Sơn làm chú rể, sau này không thấy nữa ta. Bà xã, em giận dài quá. Đến nhà, biệt thự Mạc gia năm nào, căn phòng cũ được vẽ vời khác lạ, không còn căn phòng bé xíu của cô, không màu đen huyền bí, mà là màu xanh trời, thơ mộng. Sinh con gái nào, em ơi? Cô nắm cái gối thả xuống đất, chân đạp đạp. Anh xuống đây ngủ, ngày đầu làm vợ anh cũng bắt em như vậy. Bà xã, thả lỗi, anh có mắt như mù, không biết yêu thương em, cho anh bù đắp cho em nhà. Anh hôn cô chuyển miên, cả hai lăn giường đến sáng. Tháng 10 năm sau, mùa hoa cải vàng lại rực rỡ. Mẫn Vi sắp sinh rồi, là tiểu công chúa. Cả nhà vô cùng hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh, cũng như nhấn màn hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.